lúc đầu như thế nào cơ? Để gì? Căng. Mấy mẹ ông Minh hồi chưa gọi không bắt phone xả ra hả? Mấy 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 bộ màu nâu, 4 bộ hả để biết bán? 4 bộ. Mẹ dành nhau cho cố vô. 4 bộ xả ra là ít. May màu 50 cho mấy. May màu 50 à. Giờ cánh dê còn có ha. 10 đen, 10 đỏ lai đi hết kìa. Hello. Hello, hello mấy chị đẹp nha. Vô đi mấy chị. Em like một chút xíu thôi nha. Làm 6 giờ không kịp ăn luôn mấy chị. Thì bị hàng về nhiều quá phải like. Chứ sẽ bài lên nhầm nhầm nha. Trong ca tối bộ giùm em như thường lệ thôi ha, kèm số điện thoại giùm em. Làm không kịp ăn luôn á, em mới ăn bữa xưa xong. Anh Bio mở máy lên anh đơn luôn đi con. Ai chưa soạt luôn hả? Hello, hello mấy chị đẹp nha. Rồi 100k 6 bộ lẹ lẹ lên mấy chị. Lẹ lẹ lên giùm em. Ai muốn mua 100k 6 bộ thì comment xuống hoặc lẹ lẹ giùm em ha. Chân like một chút xíu thôi. Tại vì chân like hơi trễ là tại vì chân like để cho những chị nào mà có đơn hồi trưa mình dồn đơn giùm em ha. Rồi 100k 6 bộ đồ kèm số điện thoại giùm em Trang này. Lẹ lẹ. À, đồ gì? Đúng rồi chị, cái này là thằng bom chị ơi. Cái này là thằng bom nhá. Nghe rõ giùm em, thằng bom. 100k 6 bộ đồ kèm số điện thoại mình đã có đơn hàng rồi nha. Chị nào muốn mua thì comment số điện thoại giùm cho em sẽ Trang sẽ đọc tên lên chị nào chia sẻ vào hội nhóm nhiều nhất và chia sẻ vào trang cá nhân của mình giùm cho em ha. 100k 6 bộ đồ kèm số điện thoại giùm em 15 phút mấy chị. À, ai có đơn hồi trưa rồi mà có nhân viên ngoài chốt đơn rồi thì đang in ở dưới nha chị nha, là sáng mai đơn đi luôn á nha. Cho nên mà chị nào mà hôm nay mà có đơn hồi trưa mà bên nhân viên Trang gọi chốt đơn mà không bắt máy thì bên nhà Trang là chuẩn bị xả ra ha. Và quay mà cuộc gọi nhỡ á, mấy chị quay cuộc gọi nhỡ, nếu mà có cuộc gọi nhỡ thì gọi lại bên Trang ha. Dạ đúng rồi, mẫu này mới về hồi trưa. Mẫu này Trang mới về hồi trưa nhưng mà còn ít lắm nha. Rồi chia sẻ livestream lên giùm em mẫu đuôi cá hàng hot như bên Trang mấy chị ha. Mẫu đuôi cá hàng hot nhất bên nhà Trang. Bên nhà Trang là chuyên vét và đuôi cá là năm nay đang hot cho mấy chị nha. Và đang mạnh, nhà Trang đang mạnh nuôi cá và vét. Cho nên mấy chị nào mà chưa mua được thì hôm nay mình vô mình chia sẻ livestream đi. Em bán 100k 6 bộ nha. 100k 6 bộ kèm số điện thoại dùm cho em. À dạ, 100k 6 bộ đồ kèm số điện thoại là mình đã có đơn hàng. Ai muốn mua thì comment dùm em. Còn không mua thôi đừng comment dùm em Trang mấy chị nha. Ai muốn mua thì comment, còn không muốn mua hôm nay nha. Chuẩn bị xưởng mới nó chở qua mấy chị. Không biết gần tối chưa nữa. Vét em may giá rẻ cho mấy chị. Có 100 mấy một bộ thôi, 9 mấy 99 mà đệm qua xíu qua giá lại rồi em bán cho em bán cho rái rẻ cho mấy chị nha. Một bộ vét hàng lụa. Vét mà hàng lụa rất là đẹp luôn, nhưng mà xíu nữa Trang bán cho mấy chị ha. Rồi, mấy chị comment lên dùng cho em Trang này. 100k 6 bộ đồ kèm số điện thoại là mình đã có đơn hàng. À bộ em đang mặc đời xíu cho chị nha. Hồi trưa em bán cháy hàng rồi chị, bây giờ còn ít lắm. Em nói thật mấy chị luôn, bây giờ còn làm hàng ở dưới không có kịp ăn uống gì luôn là bay lên đây like cho mấy chị luôn á. Thật sự cho nên mà hôm nay này, chị nào muốn mua giá rẻ thì bơi vào nha. Rồi mấy chị comment đúng không phát dùm cho em Trang. 100k 6 bộ đồ kèm số điện thoại là bên nhà Trang in bill ra mấy chị nha. Chị nào chia sẻ bên bay nhiều nhất thì mình có thể là mua hàng bên nhà em. Và nhớ theo dõi bên bay dùm em, mình đang theo dõi bên bay nào thì mình chia sẻ bên bay đó dùm cho em Trang mấy chị đẹp nha. Dạ 100k 6 bộ đồ chị kèm số điện thoại dùm cho em Trang mấy chị đẹp nha. Chị nào mà trở thành fan cứng với nhà em bữa giờ rồi thì Tết Trang sẽ đi hoài cho mấy chị nha. Có hình những cái logo fan cứng đó mấy chị. Em nhận được đồ rồi nha, shop vừa ý luôn. Ok chị meo meo nha. Ok ok chị, rồi chia sẻ livestream lên giùm em đó chị. Bộ em đang mặc rẻ lắm, một con trong 129.000 mấy chị. Ai mà qua theo dõi bên bay nhà em thường xuyên là mấy chị biết rồi. Hàng về liên tục và giá rẻ bất ngờ luôn. Bộ Trang đang mặc là mẫu đuôi cá, là mới về hồi trưa luôn nha. Bây giờ em còn tầm mười mấy bộ thôi là em bán hết lô sạch banh luôn mấy chị. Thề luôn, bộ này mỗi màu em may được từ 50 bộ. Nhưng mà em chưa đóng xỉ luôn mấy chị. Tại vì bây giờ Trang may tới tận 5 xưởng luôn á. May
tận 5 xưởng nhưng mà không có xưởng nào may kịp hàng như đang bán hết. Tại vì mấy chị biết sao, thứ nhất là may rất là nhiều, thứ hai là vải rất là khó. Tại vì gần Tết rồi mấy chị, vải rất là hiếm luôn. Bao nhiêu vải đẹp là đặt là em đặt, em may hết trơn rồi mấy chị. Rồi bây giờ em khui ra cho mấy chị nha, 100k Sapporo kèo xong thôi. Em Trang chỉ cần mỗi máy lên 200 lượt view thôi là em đủ bán rồi. Tại vì em làm một chút xíu thôi, tại vì cũng còn không còn hàng nhiều mấy chị nhá. Rồi chia sẻ live stream lên giùm em ha, 100k Sapporo nhớ nha, đừng bom nha. Đừng bom hàng em Trang tội nghiệp mấy chị nha. Chia sẻ live stream lên giùm em mấy chị đẹp. À lên 500 lượt chia sẻ giùm em Trang nha. Dạ đừng bom nha mấy chị đẹp nha, hàng giá rẻ, hàng rất đẹp rồi, có mấy chục ngàn bộ thôi, đừng bom tội nghiệp em nha mấy chị đẹp nha, nhớ nha. Và nhớ mua hàng bên nhà Trang là phải chia sẻ bài giùm em ha. Dạ 100k shop đồ chị kèm xong rồi giùm cho em Trang luôn. Em Trang nói thật luôn, ở đâu ai bán một hàng mà bộ đồ hàng chất liệu vải mango, hàng cao cấp như bên nhà em Trang mà một bộ đồ có mấy chục ngàn thôi là em Trang xin tặng cho mấy chị luôn, hứa luôn đó. Rồi bao nhiêu chia sẻ đi. Rồi bây giờ em Trang hui ra em Trang bán cho mấy chị nha, 100k shop đồ, ráng chia sẻ mạnh mạnh lên giùm em Trang đó mấy chị. Đây, trời ơi bom nhiều lắm mấy chị, em nói thật luôn. Trời ơi mấy chị, 100k năm bộ đồ mà còn bom được không mấy chị? Đó, mấy chị nghĩ đi, 100k năm bộ đồ mà còn bom luôn. Trời ơi em không biết em bán gì cho mấy chị luôn á, thật sự. Trang nói thật, 100k năm bộ đồ mà còn đi bom đó. 100k 6 bộ đồ chứ lộn, 100k 6 bộ đồ mà còn đi bom hàng của người ta. Trời ơi, mình không mua được thì thôi, mình để cho người khác mua đúng không mấy chị? 100k thằng bom. Mấy chị biết sao, cái này là khách mua như thế nào thì em bán cho mấy chị như thế vậy thôi, cho em không có lấy hàng bất cứ chỗ nào em chốt cho mấy chị tầm bậy tầm bạ đâu nha. Cho nên mấy chị vui lòng dùng cho em. Trời ơi trời, hàng đâu ra chốt hàng tầm bậy tầm bạ mấy chị. Trời ơi trời, hàng chợ không thôi mà cũng không có cái giá này luôn á, thực sự. Đây mấy chị, như cái bộ loan vàng này nè, như cái bộ loan vàng này nhà Trang không còn bộ nào luôn mấy chị, thực sự luôn á. Bộ này là nhà Trang không còn bộ nào luôn, mấy chị comment lên giùm em ha. 100k tới 6 bộ đồ thì còn rẻ gì bằng đúng không mấy chị? Rồi chia sẻ mình mày lên giùm em ha. Em Trang like, em Trang like nhanh nhanh thôi nha mấy chị nha, tại vì hôm nay Trang mệt rồi. Nhưng mà Trang like để cho những người nào mà chốt đơn hồi sáng đủ đơn ha. Bây giờ nhân viên em còn làm ở dưới mấy chị, hôm nay là gần có 100 đơn hàng luôn á. Hôm nay là gần có 100 đơn hàng ở dưới hồi trưa nha. Hồi trưa là gần có 100 đơn hàng, nhân viên nó còn đang chốt nha. Chị nào mà thấy cuộc gọi nhỡ hồi trưa thì gọi lại cho bên nhân viên em nha. Không gọi lại thì bên em ngày mai sáng mai xả đơn ra giùm em ha. Rồi, chia sẻ livestream lên giùm em, 100k 6 bộ đồ đây cho bộ bộ chấm bi rất đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ này là nhà Trang bán 135.000 nha, bây giờ là khách mua hàng bom. Thì bây giờ bom về thì em bán cho mấy chị luôn, xả lỗ nghỉ luôn mấy chị ha. 100k 6 bộ đồ chị, chia sẻ mạnh mạnh lên giùm cho em. Em nói thật, ai mà may mắn là mua bên nhà Trang rất là sướng luôn. Tại vì nhà Trang là giá tận gốc tận xưởng, Trang hứa danh dự mấy chị luôn, mẫu độc quyền, không lấy qua tay bất kỳ một xưởng nào hết. Cho nên mấy chị yên tâm nha, mấy chị yên tâm mua hàng bên nhà Trang là yên tâm về giá, về form. Mấy chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn, mình thanh toán xong rồi à, mình kiểm tra hàng xong rồi mình trả dùm cho em ha. Chứ không kiểm tra hàng là mấy chị không nhận hàng dùm cho em nha. Đúng mẫu, đúng màu, đúng form dùng cho em là hãy nhận dùm em ha chị ha. Đây một bộ hoa hồng màu vàng rất là đẹp luôn này, rồi một bộ cánh tiên beo rất đẹp luôn, rồi tiếp tục một bộ long vũ hồng với là gu xì hoa. Chị tên gì đây, ở phường 4, ở đường Bạch Đằng chợ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mình cũng đi bom này. Đưa cái kéo đây. Rồi chia sẻ livestream lên giùm em mấy chị đẹp nha. Em lên một chút xíu thôi mấy chị ha, tại vì hôm nay bị bóc tương tác nha. Dạ, bên chỗ xưởng máy đồ bộ good lắm. Chia sẻ mạnh mạnh lên giùm cho em Trang chỉ cần 200 lượt view thôi là em Trang bán được rồi mấy chị. Tại vì Trang không cần lượt view đông, tại vì Trang không cần câu view gì đâu. Tại vì bây giờ hàng rất là ít. Cái mẫu này nè mấy chị, em mới về hồi trưa, em mới về hồi sáng nha lộn, nhưng mà em đăng hình bài với lại em bay lên like liền cho mấy chị luôn. Bây giờ mỗi mẫu tầm còn 100 mấy bộ thôi. Em nói thật luôn á, mười mấy bộ thôi. Bây giờ em xả em bán cho mấy chị luôn nhá. Rồi chia sẻ mạnh mạnh lên giùm em ha. Từ từ để em qua cái này là cái gì đây. Cái chị này là, rồi chia sẻ mạnh mạnh lên giùm em nha. Chị nào mà muốn trở thành thanh cứng á giùm em á, trở thành thanh cứng thì nhớ chia sẻ mạnh mạnh lên để trở thanh cứng á, để Tết nhường quà nha mấy chị đẹp nha. Gần Tết rồi, có 90 mấy ngày nữa Tết thôi. Rồi đừng bom nha mấy chị đẹp nha. Em like mà mấy chị vô quay thôi là em đủ vui rồi, chứ em không có muốn mấy chị mà vô like mà bắt buộc mấy chị phải mua đâu ha. Đừng bom là được rồi mấy chị ha. Quay thôi là em cũng vui rồi, thực sự luôn á. Mấy chị qua là em vui lắm luôn á, mà còn đừng có bom giùm em nha. Đừng bom hàng tội nghiệp bên nhà em Trang lắm, thực sự trời ơi mấy chị ơi. Một bộ gu xì hoa với là một bộ công màu hồng rất là đẹp luôn nè mấy chị. Đừng bom nha, em nói thật luôn á. Chị mấy trăm chị đang xem, đừng có bom giùm em nha, tội nghiệp nhà em lắm mấy chị đẹp nha. Đó là trời, một bộ lông công rất là đẹp luôn mấy chị đẹp. Bộ này bây giờ em bán cho mấy chị xả ra, em bán cho mấy chị 100k 6 bộ. Nhớ thầm bấm theo dõi bên bay giùm em mấy chị đẹp nha. Em đang nói thật luôn. Ủa hàng xưởng chở qua hả? Phải không? Trời ơi, em đang may lô vét có mấy chục ngàn cho mấy chị mặc, thực sự luôn. Không đẹp, không ăn tiền luôn, nhưng mà xưởng đang chở qua để em một chút xíu. Đây một bộ lông công rất là đẹp này, mấy bộ rồi ta? Một bộ, hai bộ.
ba bộ, bốn bộ, năm bộ rồi, thêm một bộ này. Trời ơi, bộ này nè mấy chị, cái bộ này á là em Trang nói thật luôn, bộ này là em Trang bán với giá là 135 ngàn nhá. Bộ này là hết rồi đúng không? Cái bộ này hết rồi nha mấy chị Nhiêu nha, cái bộ này hết rồi này. Rồi chia sẻ là chị Mạnh Mạnh lên dùm cho em. Bên bao nhiêu lượt chia sẻ rồi Ni ơi? Ráng mỗi máy lên 500 lượt chia sẻ dùm em nha mấy chị đẹp nha. Mấy chị ráng Mạnh Mạnh lên dùm em. Rồi nha, bắt đầu chốt này. Bên đây, bên chùm đồ bộ có 100 lượt view thêm bên đây. Trời, xưởng may đồ bộ Trang Phạm còn good hơn bên đây luôn á. Rồi bên em sẽ chốt cho bên chỗ xưởng may đồ bộ Trang Phạm mỗi người được 3 bộ nha, chia ra mấy chị nha, tại vì view quá. Tại vì bên nhà Trang là yêu cầu là một máy phải 200 lượt view. Nhưng mà bây giờ Trang sẽ chia ra nha, mỗi máy 3 bộ nha, mỗi máy 3 bộ cho nó công bằng mấy chị ha. Đó, view yếu em vẫn tặng cho mấy chị, chứ không phải là em hứa liều nữa mấy chị nha. Rồi bây giờ bắt đầu Trang tặng này. Dạ, cái này em Sang xin tặng 3 bộ không đồng cho em Trang, không bán 100k 3 bộ mấy chị nghe rõ giùm em ha. Cái này là em tặng mỗi chị được 3 bộ không đồng luôn nha. Rồi chị thứ nhất nhận được một bộ công hồng với là hoa văn vàng, với là một bộ beo cánh tiên, giá là không đồng cho em nha. Cái này là em Trang không bán, tại vì view kém cho nên Trang không bán, em tặng không đồng cho chị nào đây. Rồi bên chỗ xưởng may đồ bộ Trang Phạm nha. Rồi ok, chốt cho chị Nari Nari, khách mới đúng không? Rồi bên đây tiếp tục nha, bên đây tặng nè mấy chị, em đang tặng không đồng luôn, em Trang không bán luôn thề luôn á. Ok, chốt cho chị Thanh Huyền 3 bộ không đồng này. Rồi 3 bộ này nha, một bộ loan vàng với một bộ chấm bi, với là một bộ gu xì hoa hàng cao cấp cho chị nha. Đây này nè, 3 bộ nè. Rồi không đồng cho chị, cho chị gì đó, chị Thanh Huyền nha. Ê, đổi bớt cho chị đi nha, đổi bớt cho chị đi 3 bộ này đi bà, đổi bớt cho chị Nari đi đi, đổi bớt cho chị Nari đi, hàng cao cấp 1 bộ đi nhá. Rồi chị Thanh Huyền là một bộ gu xì hoa nha, với một bộ công hồng hay là bộ hoa văn vàng nha. Còn chị Nari là một bộ loan tay loe màu xanh, một bộ chấm bi màu đen, với là một bộ cánh tiên beo nha chị nhá. Rồi 3 bộ 6 người đó, 2 bộ, 6 bộ 2 người. Đúng rồi. Em chốt công bằng lắm mấy chị, không lên view em vẫn tặng cho mấy chị vui ha. Rồi bây giờ em lên mẫu em đóng mặt nha, ráng lên lẹ mình, ráng lên lẹ mình mạnh lên giùm em ha. Em like một chút xíu thôi nha mấy chị nha. Rồi bỏ xuống giùm em đi. Rồi em lên bộ em đóng mặt còn ít nè mấy chị. Chị nào hồi chưa nè. Chị hả? Rồi bộ Trang đang mặc còn ít lắm nha mấy chị nha. Bộ này 129 ngàn. Cái gì, cái gì, cái gì? Cái Thanh Huyền đúng không? Thanh Huyền, Thanh Huyền, Thanh Huyền 2 bộ vô anh với là Nari đó. Rồi em lên bộ em đóng mặc 2 màu riêu, màu riêu dùm em 129 ngàn. Mấy chị ơi nhanh nhanh dùm em nha, em like đúng 10 giờ thôi. 129 ngàn một bộ cho em. Bộ này là hàng vải mango, mẫu đuôi cá dùm em ha. Cái này mấy chị nhận hàng, mấy chị không nhận hàng, nhận hàng mà kiểm tra hàng dùm em, vải không đẹp em Trang xin tặng lại cho mấy chị luôn nha. Rồi chốt dùm cho em mẫu đuôi cá dùm em, mẫu riêu, màu riêu ha, đuôi cá màu riêu dùm cho em, 129 ngàn một bộ thôi. Đợi em một chút xíu đi, còn mấy bộ mấy chị ơi, hết rồi, em thề luôn, bộ này là mới về ngày hôm nay nha. Rồi chốt lẻ đi mấy chị ơi, 129 ngàn một bộ cho em. Cái này mấy chị comment là đuôi cá riêu dùm em ha, đuôi cá màu riêu đẹp lắm á chị, bộ này xuất sắc lắm luôn. Nâu hả? Nâu hồi trước chị mua chưa mua được hả? Để em qua để xíu rồi quay có ai xả ra. La Nguyễn một bầu view này, nâu đúng không? Để em quay có nâu không nha, tại vì nâu hồi trước em bán sạch banh rồi. Tại vì nâu đó cái vải nó rất là ít. Vải này đặc cho nên em mới có nhiều nha, tại vì còn mười mấy bộ nữa thôi là hết rồi. Ok Vân Phạm này, Tiên Phạm này, ok chị này. Dạ. Cho mình một qua bộ rồi để trắng mặt luôn cho nha. 60 ký cao có 6 người nha. La Nguyễn màu riêu ok chị. Kèm số điện thoại nha chị. Mã kèm số điện thoại giùm cho em. Em quay còn nâu không? Quay còn nâu không? Quay còn nâu giùm em không? Nâu còn 4 bộ. Nâu còn 4 bộ chị ơi. Nâu em còn 4 bộ nha. Trời ơi đẹp lắm. Rồi ai lấy riêu giùm em ha. Ok Hằng Nguyễn này, riêu này ok chị. Anna Hồ Niêu này ok chị nha. Dạ 129 ngàn chị. Cái bộ này là chất liệu vải mango giùm em nha. Vải này là vải mango giùm em. 60 ký vừa nha chị nha. Vi Nguyễn. Em like một chút xíu thôi, tại vì em dồn đơn có những cái chị nào mà khách hồi trưa có đơn nha, có đơn em mới chốt được nha mấy chị nha. Để em bỏ ghi bình luận đó mấy chị, không thôi mấy chị cứ tưởng là 100k 6 bộ. Rồi em lên màu nâu nè, ai lấy riêu nữa có chốt riêu giùm em ha. Cho em xem caro đi chị, đợi xíu nha. Dạ 70 ký không có đó chị ơi, 70 ký rồi em lên màu nâu. Màu nâu em còn 4 bộ thôi nè mấy chị. Nâu chẳng còn 4 bộ thôi, cái này là những thành phần mà quả không bắt phôn. Đây mấy chị, cho nên em xả ra nha, cho nên em Trang xả ra. Hoa riêu cho em một bộ này. Hoa riêu ok. Là hoa riêu đúng không? Hoa riêu. Chốt lẻ đi mấy chị. Chị nào có đơn hồi trưa thì kêu dùng đơn hồi trưa nha. Tại vì nhân viên em đang còn làm hàng ở dưới mấy chị.
Rồi chốt dùm cho em màu nâu, em còn đúng 3 bộ thôi. Quyển Ý Nhi Riêu. Rồi em còn 4 bộ màu nâu thôi nha. Đồng hồ nâu dùm em. Đồng hồ nâu hết rồi mấy chị ơi. Bộ này xúc. Ê, trừa là tao bộ mặt mày chưa? Rồi, bỏ vô rồi đó. Bỏ trong kho rồi hả? Rồi, đi dùm em đi. Nâu em còn 4 bộ thôi nha. Đồng hồ nâu dùm em. Hồi xưa chị nào chưa có thì lấy dùm em ha. 129 nha mấy chị. 129 dùm em. Bộ này đẹp lắm. Chốt này là liền em mấy chị đẹp ha. Em không cần câu view gì đâu. Em tán cho nó nhanh 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 em nghĩ mấy chị. Một ngày lái 2 buổi mệt lắm mấy chị thực sự luôn á. Rồi ai lấy đồng hồ nâu chốt giùm em ha, 129 ngàn. Nâu cho chị Thảo thấm ngô này. Trời ơi, nâu mà không lấy hơi bị hối hận đó mấy chị. Mẫu này đẹp lắm, mẫu này hồi trưa bóng cháy hàng 64 kg không vừa đó chị nha. Hàng này là 60, 61, 62 thôi nha mấy chị đẹp nha. Rồi nâu em trang còn 3 bộ. Phương Dung Trần Thị. Phương Dung Trần Thị nâu. Trời đồng hồ. Đồng hồ đẹp quá mấy chị ơi, đồng hồ siêu đẹp luôn. Rồi em còn 2 set nha. Karikari này. Ok chị, Karikari được tặng 2 bộ đúng không? Được tặng 3 bộ đúng không? Rồi ai được tặng thì nhớ mua thêm sản phẩm giùm em Trang nha. Rồi, nâu trang còn 1 bộ nha. Dạ 65 kg nhưng mà 1m6 giùm em. Chị Ngọc còn 1 bộ thôi. 129 ngàn nha, không phải là 6 bộ 100 ngàn đâu mấy chị đẹp nha. Rồi em hết nâu rồi nha mấy chị đẹp. Karikari nâu cho xong ly rồi, xong ly hết nè. Rồi hết rồi. Nâu xong ly nữa là hết. Nalikali đi xong ly là có bộ nâu nha. Rồi em lên mẫu hoa ban đằng sau. Trời ơi, vải nhà nha đẹp lắm. Mấy chị mua hàng đi, nhận hàng kiểm tra hàng hết rồi hết em rồi. Hết nâu rồi mấy chị đẹp. Hết nâu rồi mấy chị ơi, vải đó hết luôn rồi. Mua hai sản phẩm nhé, Nalikali nha, mua hai sản phẩm nha. Vải đó là bây giờ nhà trang hết rồi. Hết nâu rồi mấy chị ơi. Em còn cam đợi xíu. Rồi chốt dùm cho em mã hoa ban đằng sau. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Mã hoa ban đằng sau ha. 60 kg mét rưỡi không vừa. Xả đơn thấm ngô ra. Thấm ngô 60 kg 1 mét rưỡi. Trời ơi mấy chị ơi, 60 kg 1 mét rưỡi không có vừa đâu. Riêu cho Thanh Huyền nè. Riêu cho Thanh Huyền. Ok chị. Này một bộ đâu cho mấy chị nào hồi nãy được tặng á. Mua hai sản phẩm cho em nha. Ni còn nâu này con. À nói cho chị nè. Ni còn nâu này Ni. Ni còn nâu đó Ni. Nâu hả? Nâu. Chị trương đi, hoa trương đi. Đây nè. Hoa trương. Rồi lẹ lên đi con. Nguyễn Ý Nhi đó. Nguyễn Ý Nhi nâu nè. Nguyễn Ý Nhi. Rồi thôi băng giùm em ha, đưa mượn cái máy đi. Đại Thanh Huyền rêu nè, rồi đây. Nguyễn Ý Nhi có nâu nha. Rồi chốt giùm cho em đang hoa băng nha. Ni đưa điện thoại đấy. Hoa băng giùm em. Không, điện thoại này nè mới vô được, cho bé mới chia sẻ được. Rồi hoa băng rêu à, chốt giùm Trang hoa băng ha. Hoa băng chốt lại lẹ đi mấy chị. Hoa băng giùm em. Bộ này đẹp lắm. Bộ này lô trước về đưa là cho Thanh Huyền rồi nhá. Đưa cho Thanh Huyền rồi. Bộ này lô trước về là hết trong tích tắc luôn mấy chị, hết trong tích tắc luôn á. Rồi ai lấy hoa băng giùm em ha. Dạ. Số 4 kia số 1 hả? Trời ơi sao mấy chị? Sao mấy chị cứ người mập mập không chảy? Trời ơi mấy chị ơi, phụ nữ mà giảm đai ép mặt đồ cho nó đẹp mấy chị. Phụ nữ là cao lắm là 60 kg là được rồi nha. Mét rưỡi nó 7 kg không có vừa nha. Trời ơi giảm đai ép đi, thật sự luôn á. Vậy mà to quá. Rồi chốt giùm em mở hoa văn nha. Hoa văn giùm em Lan Nguyễn ở đây giùm em đi. Lan Nguyễn hoa văn này. Rồi đưa cho bé Su hoa văn cho Lan Nguyễn. Lan Nguyễn này bé Su này, trời mấy bộ này mấy chị mua là không biết ở đâu đâu. Bé Xíu. Bé Xíu này hoa văn đẹp lắm. Hoa văn ba xuất sắc luôn á, chia sẻ bài giùm em mấy chị đẹp nha. Chia sẻ bài giùm em. Lan Nguyễn 482 đưa có không? Ừ đúng rồi, chia sẻ bài lên giùm em nữa mấy chị. Rồi hoa văn giùm em 129 ngàn ở đâu em bán em tặng luôn nha. À, 45 kg vừa nha. 45 kg vừa giùm em ha. Trang có 48 kg nữa mấy chị, ngoài nhưng mà Trang 1m55 nha. 48 kg 1m55. Rồi ai lấy hoa văn rồi lên vết giùm em đi, lên vết ISL đi. Rồi em lên vết thương hiệu nha, ISL giùm em. Trời ơi vết nhà Trang là bãi cháy luôn mấy chị, vết nhà Trang là may lô nào ra là hết lô đó luôn á. Rồi chia sẻ livestream lên giùm em nha. Yến Nguyễn hoa văn. Lại lẹ lên mấy chị, lại lẹ lên đi. Hàng đẹp lắm. Hoa văn 60 kg nè. Cho Mai Thị Ngọc. Rồi em lên mã khác. Yến Nguyễn Mai Thị Ngọc hai bộ nè. Rồi em lên vết ISL. Trời ơi vết nhà Trang là em nói thật, lô nào ra là lô đó cháy hàng mấy chị. Nhìn đồ mặc mê quá chị. Ờ xong ly hả? Mua đi Ly ơi, hàng hôm nay về nhiều lắm nhưng mà còn số lượng rất là ít. Ngọc ơi, 60 kg mét nhiều chị ơi. Xong mới có đơn rồi nha, mua thêm nha. Rồi chốt chùm cho Trang vest đen ISL. Trời ơi là trời, bộ này đẹp quá. Trời ơi là trời. Rồi ISL giùm em ha. ISL giùm Trang. Cái sợi livestream lên giùm em đi mấy chị. Hôm nay bị bóc tương tác hả ta.
Rồi vest đen ISL giùm em ha, 139.000 một bộ giùm em. 139.000 nha mấy chị nha. 139. Rồi đưa giùm em đi mấy bộ đi. Lè lè đi nè mấy chị, em like đúng 10 giờ em nghỉ thôi tại vì hôm nay là hàng em like hai cửa mệt quá mấy chị, nhưng mà em like là để chú ý những cái chị nào mà hồi sáng mà mua mà chưa đủ đơn á thì mình mua cho đủ đơn giùm em nha. Rồi vest ISL 139.000 một bộ cho em. Cái bộ vest này á là hàng quần ống nhỏ giùm em. Chị nào mà đã từng mua hàng vest nhà em rồi mấy chị sẽ biết nha, em nói thật. Form siêu đẹp luôn. Bây giờ em cũng còn tầm mười mấy bộ thôi nha mấy chị nha. Mười mấy bộ thôi. Một mẫu như vậy là em may được tầm được 50 bộ nhưng mà em chưa đóng sỉ nha. Nha. Chưa đóng sỉ ai hết trơn luôn. Rồi ai lấy chốt cho em mã vest 139.000 một bộ cho em. Tết nhất là mặc những cái bộ này hơi bị đỉnh luôn nha mấy chị nha. Rồi ai lấy vest chốt cho em 139.000 này. Ok chị Kiều Nguyễn này. Chị Trần Tân này. Trần Tâm. Ok chị. Trần Mai. Thanh Châu này ok chị, và 139.000 một bộ vest thôi mấy chị nha. Ai mà chưa mua vest nhà em thì ráng mua đi, em còn mười mấy bộ thôi là hết rồi. Ai không mua là hối hận đáng chịu nha. Hai bộ đủ đơn nha. Hai bộ đủ đơn chị, một bộ em không có ship đâu. Một bộ Trang không ship, trời ơi bên Trùm Đồ Bộ sao mà chưa bao giờ mà like là cái view như vậy luôn á trời. Thật sự luôn á. Xong ly vest kìa. Xong ly vest này. Vest đẹp quá, ISL mẫu mới nha mấy chị nha. Hàng thương hiệu bây giờ là hiếm vải lắm mấy chị. Bây giờ là rất là hiếm vải luôn, Trang nói thật. Rồi ai lấy ISL này dùng cho em nha. Thanh Hoa Thái vest đen kìa. Thanh Hoa Thái vest đen này. Nhà đang chị mua không mua vest là hối hận nó thật sự. Quá đẹp luôn mấy chị. Thanh Hoa Thái ơi, chị chuyển khoản cọc cho em chưa? Ủa Thanh Hoa Thái hồi chưa có đơn mà. Có. Hồi chưa có đơn đúng không? Chuyển khoản cọc cho em 200 hoặc 300. Chuyển khoản cọc đi chị ơi, chuyển khoản cọc cho em. Mà sao mà chiều giờ mà không chuyển khoản cọc mà chốt chi nữa vậy? Trần My lấy gì vậy chị? Trần My lấy vest đen. Sao chiều giờ không chuyển khoản cọc mà chốt chi nữa vậy? Thanh Hoa Thái ơi, sao chiều giờ mà nhân viên em gọi chốt đơn mà chị không cọc, bây giờ chị vô chọn nữa làm chi vậy chị? Phương Nguyễn Thị Minh này, bé Trang Trần Nhi này. Hai bộ. Chị không thôi em xả đơn ra nha, em đang thiếu hàng nha chị nha. Trời ơi mua hàng mà mệt quá ha. Mua hàng mà chị mà mua rất là nhiều luôn mà kêu là hả, người cọc chặt. Lan Nguyễn có đơn rồi đó. Lan Nguyễn này chuyển khoản không chịu chuyển khoản mà mấy chị còn vô chọn nữa, thôi em xả ra luôn, em không có bán đâu chị ơi. Em không có bán đâu. Những người đó em không có bán đâu nha. Chiều chiều mà không chuyển khoản cọc từ 9 giờ rồi sao người mai người ta đơn người ta đi làm sao? Ngọc Trang Nguyễn đen này. Ngọc Trang Nguyễn vest đen. Rồi em lên đồng hồ màu cam. 40 tới à. Không thôi em xả đơn ra luôn á chị nha. Mệt mỏi quá. Chiều giờ tưởng cọc bao nhiêu biết bao nhiêu, chiều giờ người ta cọc hoài, cọc nhiều lắm luôn á mà chỉ có mỗi mình chị thôi. Chị không cọc thì 9 giờ rồi. 9 giờ rồi sao mà mai người ta đi được. Này kéo lên giùm em đi chị nhỏ. Trời bên Trung Đồ Bộ sao view nó kém quá vậy ta. Rồi chốt giùm cho em bộ đồng hồ màu cam ha. Đồng hồ màu cam giùm em. Thấy giờ nói cái em ru luôn. Đơn của bả đâu rồi? Đưa đây xả ra đi. Đồng hồ màu cam giùm em nhá, 129.000 đại mango. Đại mango giùm em mấy chị nha, mấy chị thấy không? Mất công giùm em lắm luôn. Trời ơi mua hàng có tâm giùm em xíu đi mấy má ơi, thực sự luôn, để rút cho con vô cái đi. Đặt hàng cho đã đến khi kêu cộng cọc và chuyển khoản cọc này mà không im ru chiều giờ bây giờ còn vô chọn nó thật sự luôn á. Trang ơi lấy mấy bộ rồi. Lấy rồi Trang ơi, lấy rồi. Nè mấy chị ơi qua này. Bây giờ sao chị có chuyển khoản cọc không để em xả ra. Bây giờ em xả ra nha. Thanh Linh có đồng hồ cam rồi nha. Thanh Linh có đồng hồ cam rồi chị. Và 129.000 chị. Dạ không chị ơi, cái này dây thun. Cái này là chân đi. Cái này là chân đi dây chung ở đằng sau, cho nên mình rất là dễ mặc nha. Không cần nghe kéo gì đâu. Mình chỉ chồng vô thôi ha. Mình chỉ chồng vô thôi. Em quá hết hàng rồi. Gần hết hàng rồi mà chỉ có một cục hàng của chị là em để lại thôi. Đó thấy chưa. Im ru luôn thôi, xả ra nha chị nha. Em xả ra nha. Vét bao nhiêu? Dạ vét 40-60kg chị ơi. Lê Y Hoa màu nâu, màu màu cam. Rồi bỏ vô đi. Để xíu đi em bỏ anh xả ra. Trời ơi mua hàng. Rồi ai lấy cam giùm em, đồng hồ cam giùm em ha. Hả? Chị cọc ơi, chị cọc đi rồi em chốt nha. Ủa này chị Thanh Hoa Thái ơi, nãy giờ chị có nghe em nói không? Trần Ánh Ngọc à, lấy chị bộ em mặc ok chị. Rồi đồng hồ cam giùm em nha. Đồng hồ cam giùm em, ai lấy này chốt giùm em. Rồi em đang chấm bi nè mấy chị.
cam cho Yến Nguyễn có đơn kìa. Năm bi đâu chị hả? Ở năm bi em còn ít này. Chị Nguyễn, chị Nguyễn. Chấm bi em còn ít nha. Chị Thanh Hoa Thái ơi. Lấy rồi nha Nguyễn Trang nha, lấy rồi. Ủa chị Thanh Hoa Thái nãy giờ em chị có nghe em nói gì không? Chị mua từ chiều giờ mà nhân viên em hoài chốt à, chị chuyển khoản mà sao chị không chuyển khoản mà chị còn vô chọc nữa. Rồi chốt giùm em màu chấm bi màu đen ha. Còn mẫu đó mà bộ màu xanh nữa mà Nguyễn Trang. Cọc rồi hả? Cọc rồi hả? Để cọc rồi em nhé. Rồi chấm bi giùm em Trang mấy chị. Nè. Trời ơi bộ này nè. Ôi đẹp quá mấy chị ơi. Bộ này đẹp lắm luôn. Bộ chấm bi giùm em ha. Chấm bi giùm em còn số lần ít lắm mấy chị. Số lần ít lắm. Em đá là em chủ lý yếu là em lời xỉ thôi mấy chị. Cái còn hàng này em không có lời nhiều đâu. Mấy chị nghĩ đi, đi đâu ai mà bán một bộ đồ như thế này 129 ngàn. Chấm bi 52 kg nha, ngay cho Thanh Linh kìa. Chấm bi em, đưa cho em chấm bi đi chứ không. Thanh Linh nhẹ nguyện. Dạ không, đưa cho em một ri chấm bi. Này 129 ngàn. Rồi đọc tên đi đi đâu. Yến Thanh Linh, Trần Ánh Ngọc. Yến Nguyễn này, Thanh Linh này, Trần Ánh Ngọc này. Rồi đọc tên lên đi con, dài 129 ngàn chị. Yến Nguyễn, Trần Ánh Ngọc này. Em cho mấy chị kiểm tra hàng. Em cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Không có, không có sợ đâu, mấy chị mua hàng nhà em là không có sợ bị làm giá đâu mấy chị đẹp ha. Chị rồi ai 200 rồi. Rồi rồi ai lấy giùm em chấm bi nữa chốt giùm em 129 ngàn nha. À, đồ đẹp hết. Mua đi chị, bây giờ từ ta đến tới là không có hàng đẹp đâu nha. Mua đi mà mặc trời ơi, có 120 mấy ngàn mà hết tiền gì tôi cho mà mua góp nha. Chúng khoảng 200 rồi đó. Khoảng 200 rồi hả? Ok. Rồi chốt cái gì nữa cho chị đi. Rồi thấy chưa? Mình mua hàng nhanh gọn lẹ vậy đi chị. Thôi để có bộ bé trang á. Rồi, rồi Kiều Tiên này ok nè. Hân Phạm là ok. Chị chấm bi này rất là đẹp luôn nha. Còn không còn chấm bi không? Bi cho Ngọc Trang Nguyễn có đơn. Bi cho Ngọc Trang Nguyễn có đơn này 129 ngàn mấy chị. Bi cho Ngọc Trang Nguyễn này. Dạ 129 ngàn thôi, chất liệu vải đủ giùm em ha. Ok chị Mông Thị nè. Ngọc Trang Nguyễn có đơn rồi đúng không? Rồi Ngọc Trang Nguyễn có đơn bi rồi ok chị. Rồi ai lấy bi này giùm em ha. 129 ngàn thôi mấy chị, vải đẹp lắm. Trời ơi vải này mấy chị không mua là hơi bị phí luôn. Em đặt trong tin nhắn đó. Rồi ok nha, đợi xíu nhân viên chết nha em ơi. Tại vì chiều giờ không có rảnh đâu. Chiều giờ nhân viên chị chưa có ai mà chết inbox hết. Tại vì xong like cái là hả phải lên đóng hàng liền. Đồ em mừng, đồ em bán rẻ mà đẹp. Ok nha, cảm ơn dì Hồng Cúc nha. Chị cảm ơn dì Hồng Cúc ha. Rồi chân lên mã vest sọc giùm em luôn. Rồi em lên vest sọc. Rồi chân lên vest sọc Valentino nha. Valentino. À caro chị, à chị áo bì à, cái gì vậy? Bộ bé 58 kg vừa nha. Caro chị hả? Rồi rồi rồi, xong mẫu này là lên caro liền nha, để xong bộ bộ vest mã mới nè nha. Rồi lên caro liền nha má tình yêu. Rồi lên giùm em vest Valentino giùm Trang luôn mấy chị, vest Valentino. Okay. Rồi ai lấy vest Valentino giùm em ha. Mấy chị comment là vest sọc là được rồi nha mấy chị đẹp. Vết sọc là được rồi. Caro giùm em đâu rồi, caro còn caro. À rồi rồi, đợi xíu đi. Đợi xíu chân lên caro cho. Rồi lên giùm em vest Valentino nha. 139 ngàn một bộ vest. 139 ngàn. Vest nhà Trang là cháy cả cháy luôn mấy chị. May lô nào ra là hết sạch banh luôn. Không có bộ nào mà bán luôn. Hôm nay hề danh dự luôn. Mới xong 3 mẫu 150 bộ. Tại vì một mẫu là Trang may ít nhất là 150 bộ. Đó, bán hết lô này là Trang may lô khác thì Trang không có may nhiều. Ít nhất là một mẫu này nè, đặc xưởng may 50 bộ người ta mới may nha. Cái hoa này còn không? Hoa gì vậy? Rồi giùm em vest Valentino sọc giùm em. Thanh Linh vest sọc 139 ngàn nha. Cái này là vải phải mang. Cái này là vải gì ta? Vải mango nha, vải mango. Đồng hồ cao cho Nguyễn Kim. Cái vest này nè mấy chị mua ở đâu? Ai bán một ai bán một bộ vest mà 139 ngàn em xin thề tặng cho mấy chị luôn nha. Vest là mà may ít nhất phải 200 mấy chục ngàn một bộ nha mấy chị nha. Sao em để xuống hỏi mà Trần Bi ở chỗ rồi đó, chỗ một bộ rồi. Vest sọc cho Trần Ánh Ngọc kìa. Vest sọc cho Trần Ánh Ngọc. Chị Phượng lên thì Phượng vest sọc này hết chị. Cái sọc em còn ít lắm mấy chị. Một mới về hôm nay mà một mẫu là 50 bộ thôi. Mấy chị không tin là cứ theo dõi bên bay giùm em đi. Là lô nào ra là hết lô đó, là không có tồn một bộ bất cứ cái bộ nào hết trơn á. Hứa luôn. Ai mà theo dõi bên bay là biết Trần này. Trần Bi lựa thêm nha. Trần Bi lựa thêm nhá. Rồi ok ok. Rồi Vết hoa em hết rồi chị ơi, không còn một bộ nào luôn á, thực sự luôn á. Rồi em qua vét nha, ai lấy vét sọc này giùm em đi, hết rồi. Cái lô này nè, bây giờ vét sọc này là cũng hết luôn rồi nè, mấy chị hết cây vải luôn á. Đó, em nói cho mấy chị biết vậy đó. Rồi lên caro này. Ngọc Trang Nguyễn. Ngọc Trang Nguyễn.
Ngọc Trang Nguyễn. Đẹp quá mấy chị ha. Đẹp. Trời ơi, một bộ vest mà vải siêu đẹp luôn mấy chị nhìn nè. Đây Garo này Ngọc Ly ơi. Em cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái luôn á. Dạng có 135 ngàn bộ à mấy chị. Vest sọc cho Nari. Nari được tặng 3 bộ không đồng đúng không? Đừng bao nha mấy má. Trời ơi, tặng 3 bộ không đồng là hả? 2 bộ, 3 bộ. Nari hả? 3 bộ, 2 chị, 6 bộ đó. Nari là một bộ hoa văn hoa hồng màu vàng. Hoa hồng màu vàng. Đây đó, 3 bộ đó, ở bỏ vô bản đi. Đó, đó con đây, đây. 3 bộ đó đó. Ở đây đây. Này Nari là được 3 bộ hoa công hồng này với là hoa hồng màu vàng với là bộ u xì rồi. Trời ơi, má ơi đẹp quá. Nari đó. Rồi. Ok đó thì Phượng dùng đơn rồi nhá. Đợi Caro giùm em ha. Caro giùm em chia sẻ livestream cho em mấy chị. 758 thôi á. 758. Rồi bộ này là của Ngọc Xuân rồng giùm em ha. Cái này là hàng đi chơi giùm em luôn. Cái này mấy chị mang thêm đôi giày cao gót cho em ha Caro. 52 ký vừa. Đây, Ngọc Ly ơi, Caro của bà này bà. Song Ly. À, rồi, đây Caro giùm em ha. Caro đây mấy chị. Bộ này là vải đủ giùm em nha. Bộ này vải đủ giùm em trang luôn. Bộ này còn số lượng ít lắm luôn. Đi giùm em đây, cỡ này còn mấy bộ ta. Cái này đem qua em còn mấy bộ lắm chị. Về lô nào hết rồi đó mấy chị. Sỉ lẻ rỗng hết trơn à. Bên này đang không còn tồn đâu. Ai theo dõi bên bay là người đó biết nha, hàng rất là đẹp. Rồi bộ này 135 ngàn mấy chị đẹp nha. 135 giùm em. 135 giùm em đọc tên đi con. Ok chị Thanh Nhàn nè. Ok chị Hằng Nguyễn nè. Lê Phương nè, ok chị nè. Dạ 135 ngàn giùm em. Bộ này là vải đuổi hàng cao cấp quý chị nha. Bộ này vải cao cấp giùm cho em. Ok. Caro 52 kg nha. Ok chị Thanh Linh nè, Thanh Linh có đơn chưa? Rồi. Thanh Linh là bỏ vô giùm em đi. Rồi đưa giùm em đi. Đưa giùm em mấy bộ đi. Còn sao chị? Dạ chỉ có một caro này thôi chị ơi. Chỉ có mỗi caro này thôi nha. Caro này đẹp lắm. Caro này không phải là caro thường đâu nha. Cái này là vải đuổi. Cái này là vải đuổi giùm em nha. Caro cho Vân Phạm, cái này là vải đuổi chứ không phải vải thường đâu nha mấy chị nha. Rồi, ai có lấy caro nào chốt giùm em. Em qua ngoài đem ngoài đem Nari Ali á, phía ngoài. Xong Ly có lấy caro không? Tặng Hòa 2. Chị? Tùng Hòa 2. Rồi, em lên vét rằng. Tùng Hòa 2, Đinh Củng. Rồi, cho lên vét rằng đi chị nha. Vét rằng đẹp lắm. Đinh Hòa, Khánh Hòa. Vét rằng rất là đẹp nha, mấy chị đẹp. Vét rằng rất là đẹp. Đinh Củng, Đinh Hòa, Khánh Hòa. Chia sẻ livestream lên giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Chia sẻ livestream lên giùm em nha. Đặt hàng mà không chốt đơn Nguyễn Thảo. Trời ơi, muốn quýnh ghê luôn á trời. Đặt hàng mà không ngoài chốt thì lại thì buôn bán làm cái gì cho nó mệt mấy má. Chị nào mới đơn một bộ đầu like á, ráng lại cho đủ đơn nha, em xả ra nha. Trời ơi. Sao? Em like chim mất mệt muốn loài trĩ luôn. Mà bán mà còn không ngoài hàng. Ủa bà Song Ly bà có lấy caro không? Mua thêm trừ 20k. Thì chị ơi thì chị cứ mua đi rồi em trừ có gì đâu nè, có 20 ngàn cho mấy. Mua thì trừ thôi. Rồi chốt cho em vét rằng nha. Cái bà tánh được đầu đất này bà khách cũ mà bà làm giống như 20 ngàn giống 2 triệu gì đó. Muốn quýnh bả ghê. Không nào cho bả đi. Muốn quýnh bả ghê luôn á. Rồi chốt dùm cho em bộ vét rằng giùm em ha. Rồi còn một mã này là cuối cùng luôn nha. Mã vét này là cuối cùng luôn này. Hết rồi. Tầm 10 ngày nữa cha mới về lại nha. Tầm 10 ngày nữa cha mới xong lô vét lại nha mấy chị nha. Còn lại. Rồi ai lấy dốt dùm cho em bộ vét rằng cho em. 139 ngàn một bộ. Trời vét rằng này sang lắm. Đưa giùm em cái túi trắng đi. 139 ngàn thôi mấy chị. Vải mang gù giùm em nha. Vải mang gù giùm em. Đây sang lắm nha mấy chị nha. Em còn cũng số lần còn ít lắm luôn. Hồi trưa bán hết rồi mấy chị. 139 ngàn một bộ. Comment số điện thoại là mình có đơn hàng giùm em nha. 139 ngàn vét rằng. Mấy chị ơi nhớ giùm em nha. Đừng bom hàng tụi em nha mấy chị nha. Người ta buôn bán cực khổ mà lên đây mấy chị ăn rồi mấy chị bom miếng thật sự luôn. Em không biết em bán gì cho mấy chị mặc luôn á. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. 139 ngàn một bộ vét rằng mà còn bom nữa thì thôi luôn. Ok tài Nguyễn Thị này trời ơi là trời thật sự luôn. Nhớ nha, nhớ lời Trang nói nha. Vét rằng luôn Nguyễn này. Đừng bom hàng nha mấy chị đẹp nha. Đừng bom hàng. Yêu cầu đừng bom hàng giùm em. Trời ơi. Một bộ chỗ khác bán phải 260, 230. Mấy chị ăn, mấy chị đun nhau, mấy chị mua. Còn vô đây là hàng giá rẻ rồi. Mà mấy chị đun nhau, mấy chị bom hàng. Em nó thật tội nghiệp lắm luôn. Ok chị Quang Đặng này. Quang Đặng tay em gái vậy. Ok chị Mimi Nguyễn này. Vét rằng giùm em 139 ngàn nha. Ok chị Tiên Ngọc này. Ngọc qua bà ta trai không bán nha chị nha. Trai không bán đâu. Rồi trong qua nẩu luôn. Ngọc Trang Nguyễn. Ngọc Trang Nguyễn này. Rồi. Rồi em qua lên mã khác cho mình nha. Ai lộn, Ngọc Trang Nguyễn Phải lộn.
Rồi lên mã này giùm em luôn. Bé Trần cái thanh lên 52 kg. Rồi lên mã này 85 ngàn. Ai chia sẻ like không bán túi nha, không bán túi. 85 ngàn giùm em một bộ. 85 giùm em một bộ nha. Cái này còn ít này, cái này là may lô này là em ra em bán giá rẻ cho mấy chị thôi nha. Cái này còn mấy màu đưa giùm em đi. Bốn màu hả? Đưa giùm em bốn màu đi. Rồi chốt giùm cho em Loan ha. Loan vàng. Dạ. Quay hàng kìa. Đưa giùm em quay vát đẹp không? Rồi đưa giùm em. Đưa giùm em cái mã này, cái này quần ống nhỏ nha mọi người nha. Cái này quần ống nhỏ kiểu đơn giản dễ thương lắm luôn. Bộ này em ra bán xin bán giá là 85 ngàn một bộ cho mấy chị đẹp nha. 85 ngàn một bộ cho mấy chị đẹp mặc. Bộ này rất là dễ thương luôn nha. Rồi cái này lùa hàng 100D ha. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu xám giùm cho em 85 ngàn. Chốt đơn này lại giùm em mấy chị đẹp nha. Rồi quay vét á, vét ở dưới vét á. Rồi chốt giùm cho em bộ này là bộ loan đỏ, loan xanh ngọc và loan xám giùm em ha. 85 ngàn một bộ. 85 giùm em, chia sẻ livestream lên giùm em mấy chị đẹp nha. Rồi ai lấy giùm em này, loan xạ, loan xám, loan xanh ngọc giùm em và màu vàng em đang mặc và màu đỏ 85 ngàn một set. Rồi comment lên giùm em mấy chị đẹp ha. Comment lên giùm cho em màu đỏ, màu xám và màu xanh, màu vàng giùm em 85 ngàn. Có 85 ngàn một bộ thôi mấy chị đừng do dự. Không có chỗ nào bán một bộ đồ như thế này mà 85 ngàn cho mấy chị mặc đâu nha. Ở thị trường bán bộ đồ như em mặc là phải ít nhất là phải 160. Phải ít nhất là 160. Và như Trần My phải ít nhất 160, 170 mấy chị đẹp nha. Thiệt luôn á. Bộ này không có ai bán giá 85 ngàn hết nha. Vân Phạm ok xanh với đỏ này. Rồi đưa giùm em đi. Đưa giùm em mã khác. Bây giờ em lên tay tay dài nha mấy chị nha. Tay dài. Quần ống nhỏ này đẹp lắm mấy chị. Cái này quần ống nhỏ này đẹp lắm. Rồi đưa giùm em rằng đi. À đưa giùm em Chanel đen đi. Chanel đen luôn cá. Chanel đen chưa like luôn á. Bộ này đẹp lắm. Có 85 ngàn mấy chị không lấy thì thôi luôn. Do dự lắm gì. Bộ này quá đẹp. 50kg cao 1m6 là vừa nha Trần Bi nha. Bộ màu, bộ màu. Đỏ vàng như thanh hoa thái này. Đỏ vàng như thanh hoa. Trời ơi, Chanel đẹp quá. Đỏ vàng thanh hoa thái. Màu trời đỏ, trời. Như, màu đỏ như lên cao kèm con loại. 85 ngàn thôi mấy chị đẹp. Loan chia sẻ là Nhã Thanh này. Loan đỏ cho Nhã Thanh. Thanh hoa thái. Chia sẻ mạnh mạnh lên cho mấy chị. Chia sẻ mạnh mạnh lên giùm cho em. Đỏ vàng thanh hoa thái này. Bỏ dai nữa. Lên cao kèm con loại nhá. Mấy chị ơi kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị đẹp. Mua hàng mới kèm số điện thoại giùm em nhé. Nhã thanh đỏ rồi ok. Lên cho kèm số điện thoại. Dạ, thanh đỏ nè. Đỏ nè. Vô quá thẹt luôn. Nhỏ kéo lên em đi nhỏ. Ok Linh cao này mua thêm nha Linh ơi, bộ không ship nha. Rồi chốt giùm em mã Chanel đen ha. Chanel đen giùm em. Đưa máy đi nè. Gấp xong nay mấy chị đi đâu hết trơn rồi. Cuối tuần rồi mấy chị. Em loan sáng cho Trần Bi nè. Hôm nay cuối tuần mà sao view kém như vậy ta. Hàng nhiều. Ok rồi sao? Dù đúng đơn hồi chưa xíu rồi xíu rồi em thêm vô. Chứ sẽ mềm mềm lên đi mấy chị, em làm một chút xíu thôi nha. Chứ sẽ mềm mềm lên giùm em. Rồi ai lấy chốt giùm em mã Chanel đen mặc ha. 129 ngàn vài đuổi nha mấy chị đẹp nha, hàng đuôi cá. Chanel đen giùm em, mấy chị comment là nail đen giùm em ha. Hàng gì dưới vậy chị Hồng? Hàng gì ở dưới vậy? Đúng rồi, phía sau là Hữu Lân còn ở rất là kín cổ nha, Bích Ngọc nha. Mấy bao dưới vậy? Ở trước là kín, ở sau là Hữu Lân giống vậy nha, Bích Ngọc nha. Chanel đen giùm em hả? Chanel đen giùm em. Rồi ai lấy Chanel đen giùm em 129 ngàn. Chanel đen cho Lưu Nguyễn nè. Chanel đen cho Lưu Nguyễn, trời bộ này sang lắm em chị. Bộ này sang lắm. Bộ này rất là sang, 120 mấy ngàn một bộ thôi nhá. Ai tên gì con? Lưu Nguyễn Chanel đen này, trời ơi bộ này xinh lắm luôn mấy chị. Bộ này rất là xinh mấy chị, không lấy hơi bị phí luôn á. 129 ngàn giùm em, rồi bỏ vô đi. Bỏ vô 129 giùm em mấy chị đẹp nha. Nail đen giùm em. Ngắn là quấn nhỏ. Nail đen chị Yến Nguyễn cầm số điện thoại giùm em. Ok Yến Nguyễn nè. Yến Nguyễn có đơn chưa ta? Rồi. Yến Nguyễn có đơn rồi đúng không? Nhưng bộ này xinh lắm. Bộ này em nói thật luôn hơi bị đỉnh luôn nha mấy chị nha. Có 130 mấy ngàn thôi, hơi bị 120 mấy ngàn nha lộn. Cái này là vải đuổi nha mấy chị nha, vải đuổi cao cấp giùm em. Bộ này thị trường không có ai có bán đâu mấy chị ha. Của em ba bộ ship. À, ok chị Trần Bi nha, ba bộ được rồi chị. Ba bộ được rồi. Chị muốn theo, chị muốn mua thêm thì chị mua thôi nha. Ê, qua cái hàng gì ở dưới nhà đưa cho em một bộ qua thử quay. Hàng vét giá rẻ mấy chị, hàng vét giá rẻ.
hàng với giá rẻ nhưng mà yếu quá chị, hôm nay em like mới có chút xíu à, không chị đi ra hết trơn rồi. Vét lụa hả? Đâu lên đây lên coi vét như thế nào đâu đưa ơi. Rồi em lên rằn nâu giùm em hả? Rằn nâu tay dài. Rằn nâu tay dài mấy chị đẹp. Rằn nâu tay dài giùm em. Rằn nâu tay dài giùm em. Cho em hỏi bộ canh mặc. Ok chị Lê Hồng, bộ canh đang bằng 129.000 đó chị, mẫu như em mới mặc xong luôn á. Mà kéo lên giùm em đó. Rồi rằn nâu giùm em nha, 135.000. Rằn nâu 135.000 cho em một bộ. Bộ đằng sau là 129 đó quý vị, bộ nó đẹp lắm. Bộ nó đẹp lắm. Rồi rằn nâu ai lấy chúng em ha, quần ngóng suông rộng to dài nha. Đâu đừng quay hàng gì vậy? Đừng quay hàng gì. Ủa sao mấy chị đi đâu hết trơn rồi? Hôm nay mấy chị đi đâu hết trơn rồi? Hàng đẹp hàng giá rẻ không à. Trời ơi trời, vét đẹp của mấy chị ơi. Trời ơi vét này, vét hàng lụa này, hàng lụa 100D này bây giờ bán nhiêu cho mấy chị nha. Này đẹp chưa? Đó chia sẻ livestream lên đi em mới bán được, chứ không thôi để cái lô này mai em bán. Ủa cái lô đẹp lắm luôn nha. Cái lô đẹp lắm mà view yếu quá là Trang không bán được. Ôi quá đẹp luôn mấy chị. Vét vét gu xì đỏ giả mang chưa. Rồi ai lấy bộ rằn nâu em đang mặc không? 100 dạ cho em xem đuôi cá xám treo xào. Rằn trắng hả? Rằn trắng hả? Rồi ok. Rồi ai chốt bộ rằn nâu giùm em ha, 135.000. Lựa cho đủ đơn nha. 135.000 giùm em một bộ này nha. Đây. Đuôi cá này nè, đẹp lắm nè chị. Bộ này đẹp lắm. Bộ này siêu đẹp luôn, em chưa mặc tới luôn á. Nhiều mẫu lắm mấy chị, bộ này đẹp lắm. Bộ rằn này mặc lên. Chia sẻ bài lên giùm em. Bộ này mặc lên đơn, chân rất là dài mấy chị nhá. Chân rất là dài. Sao buổi tối mấy chị vô đi đâu? À, chị Phương. À, chấm mi còn không chị? Trời ơi xong ly ơi, bà đi đâu mất tiêu vậy? Nãy tôi mới mặc chấm bi cho bà quay luôn á. Trời ơi, bà đi đâu vậy? Tôi mới vừa mặc chấm bi cho bà luôn á. Rồi ai lấy đằng nâu cho chùm em ha. Đưa giùm bà, đưa bà chấm bi cho bà xong ly quay kìa. Bà hỏi không à. Bà hỏi không, tôi mới vừa mặc cho bà luôn. Rồi em lấy đằng trắng đuôi cá đó không ngái. Rồi cho lên bộ em đang mặc nha. Em lên Phương vô tròn hay bộ rằn hơn là hai bộ. Trời ơi, rằn hơi bị đẹp luôn mấy chị. Rằn hơi bị đỉnh luôn á. Vâng vâng. Là lấy bồi nào ạ? Bồi rằn với bồi gì? Bồi rằn với bồi hồi nãy. Rồi Trang lên vét gucci màu đen nè. Rồi bồ này bây giờ em đang bán cho mấy chị nha, 115.000 thôi. Vét 115.000 trời ơi là trời. Vét mà 115.000 tin nổi không mấy chị? 115.000 bồ vét giùm em ha. Trời quá đỉnh luôn. Cho em bồ rằn trắng đuôi cá. À rằn. Vương Dung Trần thì là rằn trắng đuôi cá, nhưng chứ mà là rằn bé đang mặc đâu rằn trắng đuôi cá. Treo hôm sau á. Ừ. Ôi bộ này mà có 115.000 rẻ không ta. Rồi chốt dùm cho em vest Gucci đỏ ha. Vest Gucci đỏ 115.000 cho em màu đen. Rồi đâu đưa bản màu cho em đi. Rồi vest Gucci dùm em không mấy chị. 115.000 một bộ cho em. Có đóng nút nha mấy chị nha. Cái đây là hàng lụa 100D dùm em ha. 115.000 46kg đổ lại mặt vừa. Rồi em có màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu hồng giùm em ha. Màu gì nữa? Màu xám. Xám đâu? Rồi chị kèm màu giùm em Trang luôn nha. Mấy chị kèm màu giùm em Trang. Dạ 115.000 chị. Đây màu hồng nè, trời ơi cưng xỉu chưa? Màu hồng nè mấy chị, màu hồng. Màu trắng giùm em, màu trắng xám, trời ơi sang quá. Rồi để bộ này mặc nha. Để bộ này mặc, trời ơi đẹp quá mấy chị. Tổng cộng mấy màu vậy em may em không nhớ luôn á. 6 màu luôn hả? Thôi đưa 3 màu, đưa gucci trước đi. Còn mấy cái màu tiết trời màu này đẹp quá đó mấy chị. 115.000 một bộ vé giùm em nha. Màu đỏ này đưa đi, màu đỏ này đi. Màu trắng. Trắng và phối xám, trời sang quá vậy. Bộ này đẹp quá. Rồi 115.000 giùm em một bộ vé cho mấy chị đẹp nha, màu đỏ. Rồi màu đỏ giùm em, màu trắng xám và màu hồng giùm em mấy chị nha, và màu đen 115.000 một bộ giùm em. Vé gucci. Lưu Nguyễn ơi lấy màu nào chị ơi? Này màu đỏ này mấy chị. Màu trắng xám này, trời trắng xám đẹp quá. Trắng xám giùm em ha, và màu hồng giùm em. Rồi ai lấy giùm em một bộ vest này 115.000 thôi. 115.000. Một bốn màu cho mấy đúng không nhỏ ơi? Chốt điện thoại chốt đơn nha, xong ly nha. Này mấy màu? Vest đỏ cho Thanh lên 115 kìa.
15. À, có xám luôn mấy chị nha, có xám luôn. Có xám luôn nha mấy chị đẹp nha, có xám luôn. Màu gì chị ơi? Trời ơi xám đẹp quá nè mấy chị, xám đẹp quá. Linh màu đỏ hả? Đỏ 115 thôi. Màu trắng cho Lưu Nguyễn, màu trắng màu hồng cho Lưu Nguyễn hả? Trắng màu hồng cho Lưu Nguyễn. Ôi xám nè trời ơi, em mặc màu xám cho mấy chị coi nha. Đỏ 115. Có 115.000 một bộ vest quá rẻ luôn mấy chị. 115.000 nghe rõ giùm em ha. Vest Gucci đỏ và đen. Chị Lan Anh Lê kìa, đỏ và đen. 115.000. Trắng phải học cho Lưu Nguyễn nè. Trời ơi màu xám đẹp nhức mắt luôn. Lan Anh Lê đỏ và đen này. 115 giùm em chị đẹp. Đây mấy chị, trời ơi có 115.000 một bộ vest, trời màu xanh là màu xám, trời ơi đẹp quá. Ồ ơi bộ này đẹp giả mang luôn, trưa mai bán là dự định là cháy hàng như vậy nha. Trưa mai dự định bán là cháy hàng cái lô này thực sự luôn. Vest mà 115.000 tin nổi không mấy chị? 115.000 một bộ cho em ha. Rồi đưa giùm em bảng màu đi lẹ lẹ. Lẹ luôn chị ơi, không có chỗ nào bán một bộ vest 115.000 cho mấy chị đâu, hứa danh dự luôn. Đây, quần dài nha, quần dài tới 95 luôn á. Rồi màu đỏ giùm em nha. Đỏ nè, lấy hai ba màu mặc thay đổi mấy chị, tại vì nó quá rẻ. Một trăm mười mấy ngàn một bộ là quá rẻ cho mấy chị mặc luôn thật sự nha. Rồi màu đỏ màu hồng, tại vì cái bảng màu nó đẹp quá em quất lượng màu cho mấy chị chọn luôn. Rồi màu đỏ màu hồng giùm em, màu xám em đang mặc và màu đen và màu trắng giùm em. Rồi đẹp quá, em đứng xa cho mấy chị đẹp coi nha, có 115.000 chị. Mua hai màu thay đổi đi. Vé mà 115.000 không có chỗ nào ai bán đâu, thật sự hứa danh dự luôn. Đưa giùm em màu trắng nữa. Trời trắng không đẹp kinh khủng lắm mấy chị nha. Trắng đẹp kinh khủng luôn. 115.000 mấy chị. Màu trắng hồi nãy đó, hồi nãy em mới cầm đó. Rồi chốt giùm em màu xám, màu đen, màu hồng ruốc và màu đỏ giùm em ha. Vest em đang mặc 115.000 chị, màu trắng pha xám đó mấy chị. Màu trắng mà cái chữ Gucci màu xám quá đẹp luôn. 115.000 một bộ nha. Nhớ kèm màu cho em. Rồi ai lấy màu xám này, em đang mặc màu trắng, màu hồng giùm em, màu đen, màu đỏ giùm em ha. 5 màu mới tình yêu, 5 màu. Đẹp lắm mấy chị. Quá đẹp. Bảy lụa nha, bảy lụa. Lụa hàng 100D chị. Bảy lụa hàng. Cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em. Vải lụa hàng cực kỳ đẹp luôn nha. 115.000. Đen và xám kèm xuống hả giùm em chị Phương Linh ơi. Trời ơi đẹp quá. Xuống hả giùm em chị Phương Linh nha. Đen và xám. Dự định là trưa mai là cháy hàng này. Tại vì ngày mai là trưa là trang lai lúc nào cũng đông hết nha mấy chị nha. Phương cái này. Cái này cái gì? Mộng cái gì á? Đâu mộng quá. Thôi để cái này để mày mà đi. Ok. Rồi 115.000 giùm em. Phương Linh vest đen và xám ok chị nhá. Rồi. Rồi ok chị. Rồi ai lấy vest nổi giùm em ha. Đen như Ngọc Trang Nguyễn này. Đỏ đen. Đỏ đen giùm cho chị ok. Đen đỏ hồng giùm em và màu trắng giùm em chị đẹp nhá. Trắng pha xám luôn này. Có 115.000 là đẹp lắm chị ơi. Cửa luôn. Mai Su nè. Ồ đẹp lắm luôn á, thật sự 115.000. Đỏ đen dùng đơn. Đỏ đen dùng đơn. Rồi Trang đưa lại màu giùm em nha. Đây là màu trắng nè mấy chị. Màu trắng gu xì pha xám giùm em. Màu trắng gu xì pha xám giùm em 115.000. Ở đâu ai bán một bộ vest 115.000 đóng nút xịn sò như thế này. Em Trang xin hứa tặng cho mấy chị luôn, không có chỗ nào bán đâu mấy chị. Đen cho. Rồi xám giùm em màu trắng, màu hồng, màu đỏ và màu đen giùm em. 115 nè. Đẹp quá à. Lấy thêm sáng cho Lưu Nguyễn á. Trời ơi đẹp quá mấy chị, muốn em mặc màu gì em mặc cho mấy chị coi. Có 115.000 thôi. Nhớ chia sẻ bài em cho mới bán cái gì nha. Chia sẻ bài em cho mới bán. Trời ơi đẹp quá. Rồi em đem một mã nữa. Thêm xám á. Rồi đưa hai nữa. Trời ơi đẹp quá à. Hồng hồng với thanh hoa thái nè. Chị không ngờ một bộ vé mà 115.000 luôn mấy chị. Bộ đuôi cá đi em ok chị. Đây đuôi cá cong đâu rồi. Đuôi cá cong còn không? Đâu còn không? Đi em màu vàng đi. Rồi em lên đuôi cá cong giùm em ha. Em đến cho mấy chị. Em cho mấy chị bộ này. Ai chia sẻ livestream em Trang bán 85.000. 85. 60kg mét như Ngọc Nguyễn ơi. 60kg vừa nha nhưng mà 1 mét. Rồi 85.000 mã đuôi cong giùm em, chia sẻ livestream lên giùm em. Rồi cong vàng giùm em ha, 85.000 mã đuôi cá mấy chị. Cái này còn mấy màu đưa cho em đi. Đây còn mấy màu đưa cho em luôn. Dạ, 85.000 một bộ em đang mặc nè mấy chị đẹp. Trời ơi đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Rồi cong đuôi cá giùm em ha. Ôi dễ thương không mấy chị? Cho em đổi màu xám đen nha chị. Nè, kia là xám ở đây chị không? À
ai? Màu xám ạ. Cái này em đi đóng xì đó, xì cái lên nó hốt hết luôn á chị. Trời lẻ 115 ngàn là nó hốt hết đó. Rồi chốt giùm em bộ công nuôi cá giùm em ha. Cái bộ này là màu vàng. Màu này là màu vàng giùm em và 85 ngàn thôi. 85 ngàn. Dạ vest. Ờ đợi xíu em mặc vest lại cho nha. Rồi chốt giùm cho em bộ công à công nuôi cá màu vàng. Cái này là có màu gì? Không lấy 52 không vừa đâu Ngọc Nguyễn nha, không vừa nha. Rồi bộ này 85 ngàn giùm em. Đồ này là đồ chất liệu lụa hàng 100D cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng. Bên nhà em Trang xin thưa rằng bộ này thị trường Nguyễn không Việt có bán. Nguyễn Việt công nuôi cá này. Không, từ đi. Rồi em đưa bảng màu nha, từ từ mấy chị ơi. Cái này còn ít lắm. Cái này là bán cho những người nào có chia sẻ bài thôi. Rồi, em có màu đen. Màu đen, màu vàng em đang mặc và màu đỏ giùm em Trang ơi, và 85 ngàn. Ở đâu ơi bán giá này? Ở chị alo em liền giùm ha, mấy chị alo cho Trang liền. Ờ em ơi, có chỗ này bán cái bộ này mà giá 7 mấy ngàn hay 6 mấy ngàn em xin tặng luôn. 100 ngàn cũng được nha, 100, 120 cũng được, em xin tặng lại cho mấy chị luôn. Nói liền giùm em ha. Rồi thôi ơi, điện không có mấy em xả ra. Rồi, bốn màu giùm em. Màu xanh đậm cực kỳ đẹp luôn, em đưa quần, em đưa bảng màu gì qua nha. Màu xanh đậm giùm em nè. Đưa lên giùm em. Màu xanh đậm và màu vàng em đang mặc. Và màu đen. Màu đen, trời màu đen xinh nhất nách luôn mấy chị. Và màu đỏ giùm em ha, rồi 85 ngàn kèm số điện thoại giùm em. Dạ vé còn chị ơi, vé còn nè em một chút xíu. Đây, rồi ai lấy công nuôi cá giùm em ha. 85 ngàn đừng do dự giùm em, trời ơi do dự. Bốn bốn ký vừa đẹp cho đương lên nha. Trời ơi do dự làm cái gì. Màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu xanh đậm giùm em. 85 ngàn mấy chị comment là nuôi cá kèm màu giùm em ha. Nuôi cá công kèm màu giùm em Trang. Và 85 thôi mấy chị, 85 giùm em. Quá đẹp luôn. Trời ơi xuất sắc lắm mấy chị, rồi kèm màu giùm em đồng tiền đi con. 60 kg đổi lại cho vàng đổi cho Nguyễn Việt. Vàng đổi cho Nguyễn Việt, không có đâu ai bán đâu. Nó sơn nhất nát luôn mấy chị. Rồi màu đỏ này, màu xanh đậm giùm em. Và màu đen và màu đỏ vàng em đang mặc 85 ngàn một set thôi, đừng do dự. Mấy chị mua hàng bên nhà em một set bằng mấy chị mua chỗ khác có một set thôi. À mua bên nhà em hai set bằng mấy chị mua chỗ khác một set thôi nha. Rồi kèm màu kèm mãi xin sơn thôi giùm em. Vest đen còn không chị, còn nha Thu Bùi ơi, còn là gì xíu đi em. Con vàng mà đỏ cho Nguyễn Việt này, ok này. Nuôi cá vàng cho Yến Nguyễn có đơn này, Yến Nguyễn có đơn này. Yến Nguyễn có đơn, rồi nuôi cá. Vàng đỏ Nguyễn Việt có rồi nha, 85 ngàn có rồi. 85 ngàn có rồi tình yêu. Hồng của em đi rồi nha bé Bích nha, đi rồi. Đi rồi em ơi, rồi ai lấy công đuôi cá nữa giùm em ha. Vàng đỏ cho Vân Huỳnh Huỳnh, vàng với đỏ. Vàng cho Nguyễn Đăng Khôi nè. Nguyễn Đăng Khôi vàng với đỏ, công đuôi cá vàng với đỏ cho Vân Huỳnh Huỳnh. Ok chị này, vàng và đỏ này, ok chị. À, quần ống rộng, đúng rồi, quần ống rộng em ơi, quần ống rộng nha. Rồi cho lên mã này này, chị nào chưa có mã nuôi cá này, chốt lên này. Nguyễn đang phôi vàng ở trên quân hình hình luôn này. Đây chấm bi này, ai chưa có chốt này. Ai chưa có chấm bi nuôi cá hết rồi nha, còn có mấy bộ thôi. Nãy em lên đồ bộ. Công vàng như Kiều Anh này, ok Anh tình yêu. Nha. Bộ nào cũng đẹp chị ơi, trời ơi, nhiều mẫu đẹp lắm em ơi, để chị quay. Để chị đưa lại mẫu mới cho em khách chọn đó nha. Rồi chấm bi giùm em ha. Chấm bi lên mẫu tay ngắn khác đi chị, để lừa đủ đơn. Ok đợi chị xíu em ơi. Rồi đuôi cá giùm em chấm bi. Nhiều mẫu lắm, em muốn lên cái gì em ơi, em muốn lên cái gì. Nói chung là nhà chị bây giờ là nhiều hàng lắm, không biết lên cái gì luôn á. Rồi chấm bi đuôi cá. Cái này là vải đuổi nha mấy tình yêu nha. Cái này là vải đuổi dùng Trang ha. Rồi ai lấy chốt dùng cho em. Chấm bi đuôi cá chết mẹ máy số 2 hết pin. Máy số 2 hết pin. À vét ống nhỏ, vét ống nhỏ em ơi. Vét thì không có may ống lớn đâu ha. Rồi chốt dùng cho Trang chấm bi đuôi cá giùm em. Bộ này còn nhiều không ta? Bộ này còn có ít lắm luôn. Bộ này còn ít lắm mấy tình yêu ơi. Còn rất là ít. 129 ngàn một bộ giống chị đẹp nha. Bộ chấm bi giùm em 129 k. Cái này là chất liệu vải đủ hàng cao cấp mấy chị ha. Mấy chị mua hàng nhà Trang không bao giờ đụng hàng ai đâu nha. Đưa giùm em con. Đưa giùm em đi, chấm bi mấy chị đẹp ơi, đẹp lắm, bộ này xích sắc luôn. Bộ này là lô trước em về cách đây một tuần, 50 bộ hết tích tắc trong một ngày luôn. À, công nuôi cá vàng ok Kiều Nguyễn này. Rồi giùm em đi chấm bi. Có hai bộ con vàng nhưng mà. Cô Hà Phan, ok chị Duy Phan, Duy Anh, ok chị Anh Nguyễn này đưa giùm em này, chấm bi 129 ngàn một bộ. Cái này là vải đuổi với mấy chị nha, vải đuổi. Đuổi giùm em còn không, giùm em đi. Nuôi cá 129 ngàn thôi mấy chị, 129 giùm em ha. Trời ơi là trời, ai bán bộ này 129 ngàn em xin thưa rằng là tặng cho mấy chị luôn. Em đang nói thật, cái bộ này 129 ngàn không có chỗ nào bán đâu mấy chị nha. Ok chị My Nguyễn này, Vân Phạm này, ok chị này, Hằng Phạm này, ok chị Thanh Tâm này, đọc tên lên đi con.
129 giùm em chị đẹp nha, 129 ngàn. Mai Ngọc. Mai Ngọc, em đang like ba máy, chị nào đang coi banh mây nào thì chia sẻ banh mây đó giùm em ha. Thanh Hằng là ok chị, dài cắm đi đuôi cá chị. Nguyễn Việt. Nguyễn Việt là ok chị. Đẹp lắm luôn, trời ơi bộ này xuất sắc. À đồng hồ hả? À, đồng hồ hả? À? À, còn có phù ống nhỏ không? Có không? Còn em ơi, đồng hồ em còn đồng hồ một cam nha, đợi xíu em đem đồng hồ một cam cho. Rồi ai cứ lấy comment đi nha. Đem 2 chồng, 6 thêm 1 chồng là 3. Không không, đem chồng tặng là 4. Đây đồng hồ cam đây cho mấy chị ơi, đồng hồ cam đây. Quay cái đơn xong đi, rồi mấy bộ vậy thế? Đừng đâu chỉ đem 200, 6 giây cũng sẵn là 3. Không, tại vì cái bộ nâu đang hiếm lắm, ở chỗ có bộ à. Rồi đồng hồ cam đây nha, đồng hồ cam đây. Đây mấy chị ơi, okay, đi cả. Cảm ơn Trần Kim Hoa nha. Thôi đồng hồ cam đây mấy chị. Xong đi bộ nào vậy, bộ nâu hả? Dạ không, 75 ký thôi vừa đó chị. Xong đi 2 bộ hay 1 bộ gì thế? Có, bộ ông nhỏ này em xíu nha. Xong ly á. Rồi chốt dùm cho em mã đồng hồ màu cam đuôi cá dùm em ha, 129 ngàn. Cái bộ này là mấy chị ơi, cái bộ này là vải mango dùm em nha, bộ này là vải mango. Chị nào một bộ em cho xả đơn ra nha, đưa dùm em trên nước đâu rồi ta, một bộ em xả đơn ra nha mấy chị đẹp, một bộ trắng không có bán đâu. Cho em vest xám. À, chị thầy thấy nhắn tin. À chị ơi cho em bé xám, là vu xịt xám. Có rồi, bé xám có rồi, lựa thêm nha Hà Vương nha. Lựa thêm đi em, lựa bé thêm bé xám có rồi nha. Rồi đồng hồ cam ai lấy nữa chốt giùm em, rồi em đem vét tiếp. Ai lấy nữa không? Ai lấy nữa không? Cái lô trước rồi về bán cháy mấy rồi mấy chị. Rồi, ai lấy nữa giùm em ha, đồng hồ màu cam giùm em 129.000 đuôi cá rồi, trong qua mẫu khác nha. Rồi đưa giùm em đâu rồi? Vét hồ sao đâu rồi? Vét hồ sao đâu? Vét hồ sao mấy màu vậy? Em may mắn rồi, em quên mất tiêu rồi, em không nhớ là may cái gì luôn á. Rồi em đem vét ngôi sao giùm em luôn. Hồ cam cho Nguyễn Khánh nè, đồng hồ cam luôn rồi. Đồng hồ cam cho Nguyễn Khánh, trời ơi. Đồng hồ mấy chị không lấy là hơi bị phí lắm rồi. Lên nóng nhỏ hả? Rồi em lên vét một chút xíu nữa nha mấy chị nha. Em lên vét. Em lên vét ngôi sao cái rồi em lên nóng nhỏ liền. Không nha, Trang không bán đồ 2 giây chị. Rồi 115.000 vé giùm em. Đưa giùm em hàng ống nhỏ nha, tay ngắn. Lượm thêm đi Hoa ơi, lượm thêm đi. Rồi chốt giùm cho em một bộ vé 115.000 mấy chị đẹp. Vé 115.000. 40 đến 60 ký lại. Ôi vé hồ, vé cô sao đẹp quá. Cái vé này, cái vé này mấy màu vậy mấy chị nhỏ? Ôi. Mấy chị ơi quay nè, trời nó xuất sắc giả mang luôn. Cái này là lụa 100D mấy chị đẹp nha, không có chỗ nào may đâu, dễ thương ha. Ôi cưng quá mấy chị ơi, ở ngoài nó xuất sắc lắm luôn nha mấy chị nha. Đây đưa cho em mấy màu quay, 115.000 cho em. Ôi đẹp quá, không ai mua thì thôi luôn, 115.000 ở đâu ai bán một bộ vest cho mấy chị. Rồi, chốt giùm cho em vest 115.000 mua sao. Sao màu gì đây? Ủa hai màu thôi hả? Quay giùm em mấy màu đi. Vest ngôi sao quay mấy màu giùm em này lẹ. 115.000 cho em một bộ vest. Rồi sao đen, sao hồng. Sao đen, sao hồng, sao gì nữa? Rồi sao đen, sao hồng giùm em á, 115.000 mấy chị đẹp, 115 giùm em. Dạ 115.000. Màu nào? Từ nha. Lẹ lên đi, trời ơi. Dạ 115.000 một bộ vest giùm em Trang mấy chị đẹp nhé. Chị Trang là 50 ký nha. Đẹp không mấy chị? Trời có 115.000 mấy chị. 115.000 giùm em. 115 có mấy màu? Ủa mấy chị ơi có màu tím. Màu tím xuất sắc lắm màu luôn. Màu đen mi đen nè. Là ba màu thôi đúng không? Đen hồng tím thôi đúng không? Trời ơi mấy chị ơi. Cái màu tím nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Mi đen đen. Ủa màu tím sơn quá vậy? Màu tím sơn xỉu luôn á. 115.000 giùm em nha mấy chị đẹp nha. 115.000. Đồ bên chị shop. À đúng rồi, bộ trang này bộ tại vì bên giá xưởng. Trời ơi mấy chị coi nè. Trời ơi là trời, cái màu này ở ngoài nó cưng lắm luôn nha. Nó không có sáng như trong hình đâu nha mấy chị nha. Nó ở ngoài là màu tím tím nha mấy chị nha, không phải là màu sáng như trong hình đây. Màu tím giùm em. Rồi ai lấy chốt giùm em vest. Vest xám và vest đen, vest hồng với là vest tím giùm em ngôi sao nha. Ngôi sao giùm em luôn ha. Ngôi sao ba màu. Cái vest này là trang may ba màu thôi nha.
màu hồng, màu tím nhùm trang và màu đen Trang đang mặc nha. 115.000 một bộ. 115.000 kèm số điện thoại dùm cho em. Rồi ai lấy dùm em vest sao? Vest sao màu đen, màu hồng, màu tím, đọc tên lên đi con. Midan mới vô màu đen á. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, màu tím đẹp lắm nha. Một bộ vé 115.000 không tím có chỗ nào bằng. Tím hồng Thương Mai. Đây. Tím hồng Thương Mai chưa? Rồi. Tím hồng Thương Mai. Màu đen cho Hằng Cẩm. Rồi em qua mã luôn. Rồi em lên Binu nè mấy chị, Binu. Binu nhá mấy chị nhá. Rồi Binu này còn màu đen không đâu cho em. Rồi. Dạ 115.000 một bộ vé đó chị. Rồi em lên Binu giùm em ha. Binu với gì đen. 129.000. Ba bộ ba màu cho Tố Nhi. Rồi. Chia sẻ bên bay lên giùm em đi mấy chị đẹp. Rồi, Binu giùm em, cái này là quần ống rộng giùm em mấy chị đẹp nha. Cái này là quần ống rộng giùm em. Ủa sao bên đây nó còn bị ngắt ngắt kết nối hoài vậy? Điều. Đó. Tên mà nó chạy dữ lắm. Nó bị ngắt kết nối hoài luôn. Rồi hai màu giùm em ha. Cái này nó lại luôn, cái bồ năng đang mặc là chất liệu bằng vải voi, mấy chị nghe rõ giùm em ha. Tay phòng giùm em, quần ống suông rộng giùm em ha. Binu với là bi kem giùm em, cái này là chất liệu bằng vải voi, mặc cực kỳ mát luôn. Chị nào đơn một bộ đó thì đủ đơn giùm em. Quần là có lót bên trong mấy chị ha. Giá là 129.000 một bộ. Rồi tình yêu nào lấy chốt giùm em, màu đen với màu nu giùm em 129.000. Kèm số hồi giùm em ha, 129.000 Binu với bi đen giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cái bộ này là vải voi nha mấy chị nha. Cái bộ này là vải voi nghe rõ giùm em. Vải voi nghe rõ giùm em ha, 129.000 một bộ. Rồi tình yêu nào lấy chốt giùm em ha. Bộ này cũng xỉu luôn nha mấy chị nha. Vải voi giùm em 129 giùm em. Ra lên tin nhắn luôn luôn, đưa tin nhắn giùm em đi. Đưa tin nhắn nó luôn mới về. Đưa tin nhắn luôn mới về giùm em đi. Dạ 129.000 chị. Binu với bi đen giùm em. 129. Rồi em lên tay ngắn nè mấy chị. Mai Huyền đen. Mai Huyền đen. Thanh Tâm Binu. Thanh Tâm Binu. Con nhỏ nha. Rồi. Dạ 60kg đổi lại mấy chị ơi, 60kg đổi lại nha. Rồi em lên tay ngắn quần ống nhỏ, chất liệu vải măng gồ nha mấy chị đẹp. Em lên tay ngắn quần ống nhỏ, chất liệu vải măng gồ nha. Rồi ai lấy Binu chút giùm em, chở cái mới về. Bồ xếp mới mặc cho quay lại với. Là bồ vét hả chị? À. Chị ơi cho em xin lại số điện thoại nha. À, chị ơi cho em xin lại số điện thoại đi chị. Rồi em lên quần ống nhỏ rồi mấy chị. Mấy chị đẹp em số điện thoại giùm em. Chia sẻ bài live stream lên giùm em chị đẹp nha. Rồi. Con nhỏ. Rồi em lên ống nhỏ. Em sửa điện thoại. Bộ đằng sau là 129.000 nha. 129. Rồi chốt dùm cho em mã beo tay ngắn. Beo cao bi đen này. Cái này quần ống nhỏ dùm em. Cái quần này em may dài tới 95 luôn nha mấy chị nha. 95 luôn. 55 kg mặc vừa nha. Để bên kia đi. Bộ trang là 40-50kg đổi lại. Rồi bồ trang đang mặc mã beo cổ trụ giùm em ha. Mặc mặc bồ trên canh. Bồ 129.000 một bộ vải măng gồ siêu cao cấp luôn mấy chị nha. 129.000. Đây giùm em. Đẹp lắm luôn mấy chị. Siêu đẹp nha, dễ thương lắm. Bây giùm em một đi đi còn. Dạ 129.000 mấy chị ơi. Cái quần ống nhỏ, cái này hàng cao cấp mấy chị nha. Vải măng gồ beo. Quần ống nhỏ của đi. Ủa chết mẹ. Rồi cho chị Nguyệt Nguyệt này, beo này 129.000 này, đẹp không mấy chị? Xinh lắm. Cái cổ này em may rất là xinh luôn. Cái này mấy chị mặc không thấy bụng nha. 65kg hơn 1m6 mấy chị mặc thoải mái luôn. Không hề thấy bụng luôn, nhìn cho em nói thật luôn á. Một cái bộ beo này 120 mấy ngàn, nói thật. Có chỗ shop bán 2 bộ mà mới mua được giá 169.000 nha mấy chị nha. 2 bộ mà nó bán 1 bộ 169.000. Mua được 2 bộ mới được giá này nha. Một bộ chân canh cho Vi Huỳnh. 129.000 chất liệu vải đuổi nha chị nha. Đây là vải mango 129.000 bằng giá nhau. Rồi em lên loan xanh. Em lên loan xanh nha mấy chị đẹp nhé. Bộ beo này đẹp lắm luôn. Ở chỗ khác bán 169.000 2 bộ. Mua 2 bộ mới được giá 1 bộ là 169.000 nha. Tổng cộng là coi như là 300 mấy ngàn 2 bộ đó mấy chị. Chứ không phải là 2 bộ 169.000 đâu. Beo chuột cho Vi Huỳnh luôn nè.
Không có mẫu nào 60. Giờ ơi, 60 ký mặc được đó chị. Hai bộ. Đeo cho Thắm Nguyễn này. Đeo cho Thắm Nguyễn. Đeo cho Vi Huỳnh. Đeo cho Nguyệt Nguyệt. Dạ 129 ngàn mấy chị. 129 giùm em. Mấy chị mời mua hàng bên nhà trang cho mình kiểm tra hàng thoải mái luôn mấy chị nha. Mình xem bộ mẫu trên mẫu mặc dài đây nè chị. Mẫu đuôi cá nó đợi xíu em mặc lại cho nhá. Đợi xíu em mặc lại cho nha chị. Đẹp lắm. Chị nào mua sau mua hàng chia sẻ livestream lên giùm em nha. Trời ơi bộ này đẹp không mấy chị? Trời ơi bộ này đẹp quá. Qua em bộ xả ra nha. Dạ không sao bạn mới kia nha chị ơi. Ờ đẹp không mấy chị? Cái này mặc rất là ốm người nha mấy chị nha. Eo ra eo, mông ra ông luôn mấy chị nha. Vòng 1 ra vòng 1 luôn tại vì chân đi mất kinh ở đây này. Đó mấy chị mặc rất là dạng, rất là thoải mái luôn nha. Rồi. Em thề luôn bộ này mà chỗ khác bán 170 ngàn một bộ. Không nói sai lời nào luôn nha. Em bán 129 ngàn cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái luôn. Vải không đẹp em xin tặng luôn. Nói vậy là chúng anh ngọn lẹ ha. Rồi ai lấy cho chúng em mã loan xanh. Bộ mẫu mặc bao nhiêu? Bộ mẫu mặc 129 ngàn luôn chị, vải đủ giùm em ha. Rồi ai lấy giùm em mã loan xanh em đang mặc. Đưa giùm em đi loan xanh giùm em 129 ngàn mấy chị. Cái cổ rất là đẹp luôn. Ôi mã này xinh quá à, mã này xinh quá, mã này sang lắm luôn mấy chị. Loan xanh giùm em 129 kèo số điện thoại đọc tên lên con ơi. Ôi bộ này đẹp lắm, bộ mẫu mặc rồi em muốn xíu nha. Không, 62 kg nhưng mà chị cao 1m6 bao vô tư cho em. Tại vì bà chị em là 65 kg, bà mặc bao vô tư luôn. Hả? Thanh Huyền loan xanh. Em xin thề luôn. Nhận hàng không vải, không vải là vải chất mango em xin tặng cho mấy chị nha. Loan xanh thì Thanh Huyền ok chị. Thư Phạm ok. Loan xanh thì bỏ xuống hải. Loan xanh thì bỏ xuống hải cho mấy bộ nó đi. Trời ơi đưa gì có mấy bộ vậy. Đẹp lắm. Đây người mẫu, đợi em xíu cho mấy chị nha. Đợi em một chút xíu. Vi Huỳnh này. Vi Huỳnh này giùm em nè. Vi Huỳnh, người mẫu, người mẫu. Người mẫu 65 kg em cho mấy chị qua tận mắt luôn. Bà chị của em là bà 65 kg 1m6. Đây chị Hồng đi ra đây giùm em đi chị Hồng. Đây, chị của em này mấy chị thấy không? Đó, tận mắt mấy chị thấy không? 65 kg 1m6 đây. Bây giờ vô mặc giùm em một Chanel trắng đi. Một Chanel trắng giùm em. Yêu cao loan xanh. Để bà mặc cái bộ này cho mấy chị coi nha. Rồi, đọc tên lên đi con. Bộ Chanel á, như mẫu em đang mặc mà lấy Chanel em mặc. Lấy bộ Chanel á. Rồi loan xanh nhiều có đây nè. Đây nè. Chiều cao loan xanh ok, loan xanh nhuận đâu như Hà Phương ok chị yêu nè. Ok chị Vân Phạm loan xanh này còn không? Còn 129 ngàn. Kiểm tra vải trước khi nhận hàng cho em nha. Không kiểm tra hàng là không nhận hàng nha. Tại vì mình không có biết là vải xấu hay đẹp. Chị nào mà chưa tin tưởng nhà em. Tại vì nhà em chị qua đi nguyên có lô hàng như thế này. Là Trang bán giá từng góc từng xưởng. Không lấy qua tay bất kỳ một cái xưởng nào hết. Nói ra là Trang không có lọc bán hàng luôn. Cho nên mấy chị mua hàng nhà Trang là giá từng góc từng xưởng rồi. Cho nên mấy chị vui lòng. Không có sợ bị lầm giá đâu ha. Rồi mặc bộ Chanel cho em đi. Đẹp không mấy chị? Dạ 129 ngàn chị, 129 ngàn nha. Máy số khác bán 170 ngàn một bộ nha mấy chị nha. Mua 2 bộ một giá 169 ngàn. Rồi bà chị em mặc luôn Chanel đen cho đẹp lắm. Lẹ lẹ lên em đi. Rồi trước khi đợi chị em mặc bộ đằng sau cho mấy chị coi nha. Bộ đằng sau nhiều mẫu lắm mấy chị. Đây ai thì có bộ đằng sau lấy nha. Chia sẻ live stream lên giùm em đi mấy chị đẹp. Loan xanh 1.5 kg cho Hồng Cúc này. Vừa. Quần có dài thì cắt giùm em nha chị đẹp nha. Kiều Cao ơi. Là chị mới có một bộ thôi đúng không? Bộ nào mà đâu nữa. Đi đen nữa. Rồi, đây chờ mấy chị thấy không? Bà mặc cái bộ đồ này vô là khác hoàn toàn cái bộ hồi nãy bà mặc luôn mấy chị. Rồi đi ra đây giùm em đi. Mấy chị thấy không? Bà mặc cái bộ này mà bà khác cái bộ hồi nãy bà mặc hoàn toàn luôn. Cái bộ nãy mặc rất là thùng thình đúng không mấy chị? Nhưng mà mặc cái bộ này vô là rất là gọn, không thấy bụng luôn này mấy chị thấy không? Rõ ràng em cho mấy chị quay rõ ràng luôn. Nhưng mà 65 kg 1m6 là mặc vô tư luôn nha. Đây nhưng mà mấy chị phải cao lên 1m6 cho em nha mấy chị ra nha. Chứ còn mà 65 kg 1m5 là thua nha. Thua trầm trọng luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em bộ Chanel. Chanel đen hồi nãy giống như em mặc đó chị. Bộ mà như em mãi mặc đó. Loan xanh 56 kg cho chị Ly Phan kìa. Ly Phạm. Đăng ghi, đăng xin. Rồi đi ra đi người mẫu. Cảm ơn người mẫu.
Em trang cho mấy chị thấy từng mắt luôn á, nhà mọi người mẫu nhà em từng mắt luôn. Mấy chị nói sao cái áo nó nhỏ mà chồng đâu có vô. Em mới nhận ba bộ, nhà chị mới nhận 3 ngày trước, không không thèm xem hàng. Ok, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn nha. Rồi đưa giùm em bộ này đi. Rồi chốt giùm em mã hoa văn 129.000 mấy chị. Bao kiểm tra hàng, bao kiểm tra form giùm em luôn nha mấy chị đẹp nha. Bao kiểm hàng, kiểm tra form. Rồi bộ này hoa văn mấy chị comment là hoa văn. Hoa văn 129.000 comment số điện thoại giùm em. Chị đang ở chỗ kia. Phạm Hương Chanel. Đưa giùm em kìa. Thấy chưa? Chanel. Có Chanel. Để đấy đi. Bán kế chứ rụt cái phải cái. Đợi xíu mà Chanel cho. Rồi. Đây bộ này ai lấy hả? Kiều Anh này lấy bộ mặt mặt này. Quay sau lưng. Dạ 129.000 chị. Đây, sau lưng đây này mấy chị. Này bà bộ đợi em xíu nha. Và Phương là gì đây? Thấy không mấy chị, nó đẹp cực kỳ luôn. Em nói thật, kiểm tra hàng thoải mái nha mấy chị nhé. Chờ neo với lon xanh. Bồ chị mặc có mẫu nào được không? Có nha, đợi trang xíu. Đồng hồ cam với là màu riêu, rất là đẹp luôn. Miren hoa răng. Ê bà, hôm nay nhiều màu này lắm luôn. Trời, bên đây sao nó mất kết nối hoài vậy? Rồi hoa văn ai lấy dùng giùm em. Phúc Huy, mẫu chị đang mặc ok, kèm số điện thoại đi chị Miu ơi. Mua hàng và chia sẻ bài nha, mới được giá 129.000 nha. Mua bên nhà Trang là giá tận gốc tận xưởng rồi đó mấy bà, thực sự luôn á. Trần Bi thêm hoa văn này. Rồi lấy màu riêu nha, lấy màu riêu nha cho mấy bà chọn. Trời mấy chị ơi, nó thật luôn á, màu riêu là xuất sắc. Phúc Huy hoa văn 129.000 này, chị nhớ nha. Nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm cho em mấy chị đẹp nha. Trần Bi rồi đơn rồi. Em đem hoa văn riêu này. Trời ơi, màu riêu đẹp lắm á chị. Dạ, vải đuổi nha chị. Rồi, cái bồ này nè. Nhân hàng vải không đẹp em xin tặng nha. Cái này vải mango, giùm em. Trần Bi có đơn rồi, ba bộ rồi. Em lên vải mango cho mấy chị yên tâm đi. Mua hàng nhà Trang là yên tâm. Chị nào mà không tin tưởng á, tại vì nhà Trang á, bấm theo dụng em bay đi. Trang là lên like hàng ngày nha. Lên like hàng ngày, mẫu mới về liên tục. Không tin tưởng thì mua hai bộ thôi, mặc đẹp lần sau quay lại mua ha, không nhất thiết phải mua là một lần 4-5 bộ đâu. Lên mã sọc rồi đang xíu đi. Kim Quyên rồi. Đang mặc ống rộng chị ơi, đuôi cá là ống rộng nha Vi Tường ơi. Có vét đợi xíu đi chị. Rồi em mặc cho neo cho đợi xíu đi được không mấy chị? Có mình em mà. Hôm nay em lai hai cửa em hơi bị mệt mấy chị, thật sự luôn. Không ăn không uống gì luôn á, lai xong là phải chốt đơn rồi đóng sỉ rồi hàng về, rồi phải lên lai lại để cho mấy chị cuối tuần là mấy chị phải chọn lại để đủ đơn ngày mai đi. Rồi chốt giùm cho em mã mẫu riêu ha, mẫu màu riêu hàng hiếm nha mấy chị nha. Riêu này hàng hiếm. Bộ canh mặc cũng... Dạ không chị ơi. Chị Vi ơi, bộ canh mặc là mà ống rộng chị. Chị Vi là thích ống nhỏ. Rồi chốt giùm cho em mã riêu ha. Đưa giùm em. Sọc đó rồi sọc. À Chanel đâu, Chanel đen rồi đi giùm em đi. Rồi chốt giùm cho em mã riêu giùm em ha, 129.000. Vải mango nha mấy chị đẹp nha. Vải mango, trời ống rộng mặc đẹp lắm mấy chị. Chị Vi ơi, thử mặc ống rộng đi chị. Không, đưa giùm em mã này. Riêu giùm em nhá, 129.000, đưa giùm em màu cam luôn. Rồi, mẫu này em có màu cam không mấy chị đẹp, màu cam. Rồi đó, chị nào hỏi mẫu lần sau có màu khác thì em lên giống chị đây. Đọc tên lên con, màu riêu. Lên đủ 6 bộ đồng giá 100k 6 bộ. Chị Bi ơi, có 700k 6 bộ nha. Rồi đây, đồng hồ cam nè mấy chị. Đồng hồ cam. Bộ chị đồng 40kg mặc vừa nha em nhé. Rồi đồng hồ cam nè mấy chị đẹp. Ai lấy đồng hồ cam chốt giùm em nhé. Lấy đủ 6 bộ đồng giá 100k 6 bộ. Rồi đồng hồ cam nha. Ai lấy chốt giùm em đồng hồ cam giùm em ha. 129.000 một bộ hàng cao cấp cái gì nha. Đồng hồ cam bộ như bộ em đang mặc lắm chị. Đó đẹp chưa? Rồi lên giùm em mở Chanel đi. Không, Chanel hàng tay ngắn nhỏ. Rồi em lên Chanel nha. Trời ơi bộ này đẹp quá mấy chị. Riêu lấy mà rạc đó mấy chị ơi, hàng hiếm nha. Hồi trưa là chốt quá trời. Có vest lon xanh nha, vest lon xanh có. Còn mấy bộ hả? Vest lon xanh còn mấy bộ. Em lấy bộ cam cho Vi Huỳnh nè. Có rồi Vi Huỳnh. Cam riêu bộ canh mặc Vi Tường. Vi Huỳnh em lấy bộ cam để em mặc bộ cam lại cho mấy chị mặc thấy nha. Cam riêu. Cam đẹp lắm. Để con hai bộ. Cái đó là cái gì vậy? Mua bò vẹt ra thì ngắn.
Trời ơi đây nè mấy chị. Đẹp lắm mấy chị ơi, đây màu cam đây. Ý em hỏi là lên 6 bộ là 100, 6 bộ 600 phải không? Không phải nha Trần My nha, like mẫu nào đọc giá mẫu đó nha. Chứ không phải là 6 bộ 600. 65kg 1m6 vừa nha chị nha. 65kg nha chị nhỏ, kéo lên em mấy chị nhỏ. Cam cho may su này đâu mình. Trời ơi em còn một màu hồng em chưa lên luôn mấy chị, màu hồng đẹp lắm. Đem bỏ này mày bỏ đi nè. À hoa đỏ chứ, đâu ra còn vậy? 3 set. Có 3 set thôi hả? Trời ơi hoa đỏ đẹp lắm mấy chị. Em còn một màu hồng này em chưa lên luôn nè. Trời ơi hồng này cưng xỉu luôn nha. Hồng này cưng xỉu luôn, đợi xíu em lên cho. Ok Trang nè. Trời ơi sao buôn bán bây giờ tầm lum tầm lái trơn mày. Rồi ai lấy đồng hồ cao giùm em 129.000 thôi. Chị ơi có được có em ơi, rồi xíu chị lên ống nhỏ liền. Ồ ống nhỏ đẹp lắm luôn, còn có 3 bộ hoa thôi nha. Thêm màu hồng cho Vi nè, thêm màu hồng cho Vi. Này con lấy cho lấy cho. Chị Vi lấy thêm bi đen mặc đi chị Vi, đẹp lắm, bi đen hả? Rất là đẹp đây nè chị Vi ơi. Đâu rồi? Bi đen đâu rồi? Bi đen thì bí hả? Vâng. Em có bi đen với chị Mel, đẹp lắm. Em có bi đen với chị đen, lấy ống rộng mặc đi chị, ống rộng mặc cho nó trông nó dài. Lâu lâu có mẫu nuôi cá thôi à. Này bi đen đẹp chưa? Đó bi đen này, đó bi đen thấy chưa, đẹp lắm luôn. Trời bi đen là em có lấy bộ em mặc này, ngày đó em mặc đi dít cho con á, cô y tá đang hỏi quá trời. Đúng rồi, bộ con vàng 7 khác và bộ đồng hồ 7 khác chị. Rồi đây Chanel này, đó đuôi cá này Chanel, đẹp không mấy chị? Đẹp lắm luôn. Chết mẹ, còn răng trắng không mấy chị? Răng trắng với là xì hoa, đeo hoa, xì hoa, bu xì hoa luôn. Cam như tùng hoàng này, cam như tùng này. Hoàng dạ 129.000 mấy chị, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Bi đen cho bi tường đẹp không mấy chị? Đẹp ha, xuất sắc. Ê đưa mẫu mới may về luôn nha em luôn đi. Răng trắng á, cái màu răng trắng đẹp á, răng trắng với là CK bi đen cho bi hình luôn. Bi đen cho bi hình, bi đen cho bi hình. Rồi em mặc răng trắng cho chị coi. Su su bi đen này, su su cho bi đen. Su su hả? Bữa trước gọi đâu có được đâu. Ừ. Thôi đúng rồi. Hello. Mấy chị ơi mua hàng mà hoài không được thì thôi, mấy chị thật sự luôn á. Mua hàng mà không được hoài không được thì thôi, đừng có mua giùm em nha mấy chị đẹp nha. Tồi nghiệp người ta. Ủa chị tên gì ạ? Hải Yến thôi, chỗ đơn. Rồi kéo lên giùm em đi. Rồi răng trắng thôi mấy chị. Cái này còn mua xì hoa. Trời đẹp không mấy chị? Trời ơi sang quá. Bộ đèn sang quá, sang luôn. Rồi răng trắng giùm em nha. Rồi ok, Hải Yến. Hải Yến rồi, ok. Bộ này ở ngoài đẹp quá mấy chị, thật sự luôn. Ở ngoài nó bật luôn á. Rồi. Bộ này là cám đơn mấy chị luôn, bên ngoài nó rất là đẹp. Nè. Nè, tung hoàng bi đen với cam nè. Tung hoàng bi đen với cam. Rồi răng đen, cái bộ này gu xì hoa còn hàng không ta? Quay quay khui cái bao đó ra, bên xưởng dẫu ra còn cái gu xì hoa không? Cái đuôi cá còn gu xì hoa thì em đi. Cam cái đeo cho Bích Tuyền nè, 1m47kg nè, Bích Tuyền nè, 1m47kg không. Khui bao ra, khui bao hàng ra, có con gu xì hoa mẫu này, đuôi cá gu xì hoa không? Gu xì hoa đuôi cá. Lấy bộ đồng hồ cho chị Nhàn Lê, lấy bộ đồng hồ, đây. Này cam cái đeo nè. Cái gì ơi, xuất sắc, xuất sắc. Cái bộ đuôi cá này xuất sắc. Bi đen cho Vi Huỳnh chưa? Rồi. Xuất sắc nha mấy chị đẹp nha. Ai mà không lấy bộ này nó thật tiếc ráng một trời. Tiếc ráng một đời lắm luôn. Lấy bộ màu nào? Đồng hồ lấy bộ màu cam đó, chỉ có một màu cam nha mấy. Một ráng cái Vi Tường chứ. Rồi em lên vét đi với đeo nha. Em lên vét đi với đeo xíu đã. Rồi em lên mua xì hoa. Bộ cam luôn hả? Thôi từ từ đi mấy chị ơi. Trời ơi em thấy ba bộ này đẹp quá, để em lên cái này đã. Alo. Cái này quần ống nhỏ giùm em nha. Cái này là quần ống nhỏ. Dạ dạ. Vải mango với vải đuổi chị ơi. Okay, chị. Rồi bộ này 129.000 này. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. Rồi ok chị. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em nha mấy chị đẹp nha. Đây bộ này đẹp chưa? Hoa đỏ này chết mẹ rồi, còn có 3 bộ thôi mấy chị đẹp ơi. Vải mango giùm em ha, siêu đẳng đặc cấp luôn. Ống nhỏ giùm em còn có 3 bộ à. 3 hay 4 này, 3 bộ thôi, 129.000 nha em một trang. Rồi bên đây là 60kg nữa lại nha, ai mà 65kg 1m6 mà cảm thấy mình nặng. Buồn quá, bộ này bây giờ nhà Trang không có vải mấy chị, may lại không có vải, buồn như thế đó đó. Buồn lắm mấy chị ơi, bộ này may lại mà không có vải này buồn giả man luôn á. Rồi hoa đỏ giùm em ha, cổ trụ giùm em 129.000 hết rồi.
À, em bồ đó nha chị, thích bồ đó mà không biết nói hoa đỏ gì hồng cúc. Thích bồ nào? Thích bồ nào vậy? Thích bồ nào? Bồ nào phải nói rõ chứ, Trang đâu không biết. Tại vì những lúc mấy chị comment hơi bị chậm. Nha, Trang qua mẫu rồi. Đó. À, hoa đỏ cho hồng cúc ok chị. Rồi còn ba cái thôi. Bồ này hết hàng rồi, bồ này không có nha. 129 ngàn. Hoa đỏ cho mi su. Mai su, mai su này. Mai su với Hà Phượng rồi hết rồi nha chị nha. Hết. Rồi em lên Chanel. 129 ngàn mấy chị đẹp. 129, trời ơi Chanel đẹp xuất sắc luôn. Mấy chị ơi, chị nào khách mới nha, nhớ giùm em. Mình mua hàng mình phải kiểm tra vải giùm cho em trước khi nhận hàng cho Trang. Cái thứ nhất, nhà hết hoa đỏ rồi chị. Cái thứ hai mua đừng bơm hàng giùm em. Hết rồi em chị. Chốt cho ba người rồi nha, hết chốt ba người rồi mấy chị đẹp nha. Chốt ba người rồi giùm em. Gần Tết rồi Nguyễn mấy chị. Nguyễn Khánh em được mấy bộ riêu đưa cái cho Nguyễn Khánh nè. Gần Tết rồi mấy chị ơi, mua hàng đi mà mặc. Bên đây sao bên bay nó bị đứng hoài vậy ta? Hoa đỏ Trang hết nha, tạm ngưng hoa đỏ giùm em. À vét hả, vét đợi Trang xíu đi nha. Lấy em một lấy em một bộ chị đang mặc là hết hoa đỏ rồi. Trời ơi Chanel giùm em ha. Dạ 129 ngàn chị, bao kiểm tra hàng. Cái bộ này nè. Chị mới có một bộ thôi mà Nguyễn Khánh. Cái bộ này á là mấy chị biết sao không? Thị trường không có giá bán là 100 mấy ngàn mấy chị bộ đâu ha. Cái bộ này thị trường bán là 169 ngàn. Mấy chị phải mua hai bộ mới bán 169 ngàn cho mấy chị. Chứ còn không ai bán một bộ rồi này 129 ngàn đâu. Mấy chị gặp được nhà em, mấy chị mua hàng là rất là may mắn, em nói thật thề luôn á. Ủa chị Nguyễn Khánh mới có bộ reo thôi mà. Nguyễn Khánh có bộ reo thôi. Chốt dùm cho em mã Chanel, đừng ghi là đang mặc nhá. Chanel chốt giùm em Chanel đi mấy chị. Rồi đưa giùm em đi mấy bộ đi. Bộ này đẹp lắm, em đứng xa cho mấy chị qua. Quần là em may dài 95. Có chỗ em không chị, đừng dài tới đây hư cho nên mới sửa lại hả? Dài tới nách thôi nha mấy chị nha. Chanel giùm em nữa đi. Cái ống nhỏ nè, cái này ống nhỏ nè. Ống nhỏ nha mấy tình yêu. À ok. Chị à, Nguyễn Khánh nói gì là chị hai bộ em đồng hồ cam đó mẹ. Chốt Chanel đi, đừng ghi là bộ em đang mặc nha. Đừng ghi bộ em đang mặc. Comment là Chanel đi, đừng ghi bộ em đang mặc cái gì đẹp nhá. Ấy cái bộ đằng nâu đâu, như vậy mà đằng nâu đâu, đằng nâu xanh. Cái này cho lại số điện thoại là hai bộ đây, nha. Đằng nâu đây. Đọc tên lên đi con, đằng Chanel ai chỗ kia. Không sao bạn mới ký nha. Đây là màu ống nhỏ nha chị nha. Ống nhỏ nè. 1m55 ký vừa nha Trần Cherry ơi. Rồi Chanel ai lấy mình chốt giùm em nhá. Đứng lên hả? Đứng lên. Rồi đứng hoài luôn. Vi phạm mã Chanel nè. Quyền khẳng xuống thôi chứ. Vi phạm mã Chanel nè. Mặc đây nha bạn. Đẹp nè, đang mỹ thế. Ôi, giờ em không lấy. Đọc tên đi con, đọc tên con. Đọc tên, đọc tên. Ly Phạm. Ngọc Trang Nguyễn. Ngọc Trang Nguyễn. Đâu có bên kia. Rồi. Bên kia thì chung lên một. Có đằng nâu, trời ơi. chị thích bộ chữ B đen có đính hột trắng. À đây cái hột tai đúng không, em lặn từ dưới biển lên em gắn từng hột cho mấy chị đó. Cho chị xem lại bộ đen hồi nãy đi chị. Đồ bộ nhà chị đẹp lắm. Ok đây mà không biết còn không để Trang quay đó nha. Đâu rồi ta. À, đúng rồi đưa cho em đi. Đưa B. Đây. Đây chị đẹp ơi. Trời ơi quên mẫu này. Đây con ống nhỏ luôn nha mấy chị đẹp. Cái này có rằng nâu đưa cho em không đi. Đây nè, đang nấu kiếm nó nè. Như vậy mà đang nâu á. Chấm bi đôi cá còn nha. Chấm bi đôi cá còn nha. Đây phải không tình yêu ơi. Đi được. Rồi đây. Hả? Đưa giùm em đi, đưa giùm em. Đưa giùm em. Rồi bộ chân đang mặc là chữ B ha. Chữ B với đằng nâu phối ren ha mấy chị ha. Phối ren đính hột một tay. Dễ thương mấy chị, có 125 ngàn mấy chị. Bộ này 125 ngàn thôi nha mấy chị đẹp. 125 giùm em, đẹp chưa. Này có hột một tay này, đó. Đẹp lắm luôn nha mấy chị nhá.
rồi ai lấy chốt giùm em. À, mấy chị ghi là rằng nâu. Hả? Rằng nâu với là bồ B. Sẵn tiện chữ là B quá ha. Luôn chứ. Cái gì? Cái gì vậy? Rồi ai lấy? À, đẹp quá. Dạ đẹp lắm chị, bộ này đẹp lắm. Có 125.000 thôi mấy chị nha, vải mang gồ giùm em. Cái bộ này là vải mang gồ giùm cho Trang nha, bộ này á. À, sao bộ nào cũng đẹp hết chàng chàng. À, rẻ mà. Mấy chị mua ở nhà em hai bộ là bằng mấy chị mua chỗ khác có một bộ thôi. À, dạ. Ngày mai đi chị nhá, tại vì bây giờ nhà chân đơn nhiều lắm, hồi xưa đơn rất là nhiều, bây giờ là cũng một đống đơn đây này. Ngày mai là nhân viên gọi nha, có nhân viên gọi sáng mai á. Trời nơi 65 kiếm mặt vừa không? Rồi ai lấy chốt giùm em? Đúng rồi là bộ này đúng không? Nhàn Lê đúng không? Bộ này. Ok ok chị Nhàn Lê chốt bộ này. Bộ này đẹp quá mấy chị. Đen hả? Ờ chữ đen. Cái chữ này còn mua gì nữa kia? Rồi em lên một mã cánh dơi giùm em. Đâu rồi cánh dơi đâu? Em lên một mã cánh dơi nha. Em lên một mã cánh dơi cho mấy chị. Dơi. Răng nâu cho chị Nguyễn Phượng. Răng nâu cho Nguyễn Phượng phố em. Em không phải nha. Chị bố tặng, bố tặng nó mặt tim luôn. Khoan em lên bộ này nó dài lắm chị ơi. Trời ơi. Em lên bộ này xuất sắc con cả tay luôn. Bộ này không đẹp Trang không lấy tiền. Răng cho ai vậy? Tay hai màu nhưng mà đẹp. Cái này là măng cùi. Trường này, bích liễu này, trường cherry này. Giao cho Nguyệt về có đơn này, giao chữ đen hết. Rồi bộ đó có shop bán 190 nha mấy chị đẹp nhá. Nhận vải đi, nhận hàng đi. Nhận hàng đi mấy chị. Mua 2 bộ thôi. Mua 2 bộ kiềm chế mấy chị ơi, mua 2 bộ mặc đẹp lần sau mua nữa. Ai mà chưa tin tưởng hàng nhà Trang á. Cái này có bộ gì? Này. Cái lên giùm em đi. Thấm luyện răng nâu nè. Cả này đúng không? Cái này, cái này, cái này. Cái răng nâu. Ở đây đó. Ôi đẹp giả mang mấy chị. Thôi chứ. Rồi. Mua thử giùm em 2 bộ thôi mấy chị. Ai mà khách mới chưa tin tưởng nhà Trang á, mua thử 2 bộ thôi. Mặc đẹp lên sân mua nữa ha. Ấy cái bộ này mà cái bộ này máu màu giùm em, mua giùm em mấy màu. Mở luôn giùm em mấy màu. Bộ này mấy màu đi giùm em thế. Một cái một củ hoa nè. Ở một cá trên này. Đó. Rồi bộ này em còn. Cái này nè mấy chị. B B B là cái gì đấy? B đó. Ràng nâu với B này. Ràng nâu với B. 125.000 bộ hồi nãy. Ôi bộ này đẹp quá mấy chị. Đen kìa, đen không có chị đen bay. Em nói thật, cái bộ nó đẹp giả mang luôn á. Đó, chị đen cái này. Chữ đen chữ B á. Chốt quá trời nè. Để làm lóc đi. Đẹp không mấy chị? Xin thề luôn nha, bộ này vải mango cao cấp. Cầm bộ đồ nằng tay giả mang luôn mấy chị, mặc vô người là mắc rượi luôn. Mấy chị nhận hàng ha, cầm cái chất liệu vải thôi là mấy chị đủ mê rồi. Nguyễn Việt, Nguyễn Việt. Trời giữ bên á chị chốt nhiều quá hả? Bỏ Xuân Thảo chưa? Bỏ Xuân Thảo nè. Đây, em có hai màu nha. Trang có hai màu. Bỏ Xuân Thảo này tiếp. Đen cẩm rồi. Bỏ Xuân Thảo nè. Ồ. Đeo hai màu. Đeo mẹ, đeo bên này hai màu cho Thanh Hoa Thái nè. Đây. Mấy chị, nó đẹp quá. Đeo hai màu này đúng luôn không? Đây mấy chị. Hai màu cho em. Em Trang thề bộ này mà cầm mà mắc rượi luôn mấy chị. Thật luôn á. Đây hai màu giùm em ha. Màu cam với là màu kem em đang mặc đẹp không mấy chị? Đẹp không? Trời ơi, tôi nói bộ này là không có vải nữa đâu nha. Không có vải luôn. Rồi, màu này mặc rất là trắng da luôn mấy chị nha. Nói chung là hai màu, màu nào cũng đẹp hết. Khuyên Trung Thành lấy hai màu đi. Nó quá đẹp mấy chị, có 135.000 thôi. Quá đẹp luôn, thực sự luôn mấy chị, quá đẹp. Hai màu giùm em á, màu kem. Màu kem với là màu nâu giùm em, màu cam đất đó mấy chị. Màu cam đất giùm em đẳng đẹp quá. Đẹp quá, bộ này đẹp lắm mà. Này mấy chị ơi, qua cái quần nhà em may này. Nó dài mà nó form, nó đẹp cực kỳ luôn. Từ đường kim, từ đường kim mũi chỉ nè mấy chị. Đó. Tiếp tục bộ kem cho Trừng Bi. Cho Trừng Bi. À, đeo hai màu cho Tùng Hoàng có đơn. Form đẹp lắm, em cho chị quay quần. Tại vì nhà ta có chỗ đứng á. Này cái form quần mấy chị. Cái gì? Là Trang Bi cao bộ vua. Không. Nè, ngoài cái lưng quần này ở trước là Trang Bi bảng nha. Này ở sau Trang Bi bảng này, thấy không? 56 cân vừa nha. Đẹp quá, đẹp xuất sắc. Ủa hết luôn rồi hả? Còn nhiều hết. Đeo hai màu. Tùng Hoàng bảo rồi. À, chữ thủ hai bộ nhé. À đeo màu thử hai bộ rồi, ok rồi rồi. 135.000 thôi mấy chị. Nhận hàng kiểm tra vải trước khi nhận hàng giùm em nhé. Kiểm tra vải giùm cho em. Vải không đẹp em xin tặng. Đó nói vậy là gòn gàng. Kem cho Bella Rosa này. Đẹp quá, bộ này đẹp quá mấy chị ơi, thực sự luôn. Được rồi. Chị ơi, mẫu chị đang mặc có hòa có thương hiệu hoặc là hòa. Trời ơi, có cái gì cũng có hết. Lên rằng hay là lên hòa tiết hay lên là hòa tiết hay là chữ thương hiệu cũng có luôn nha. Đây em lên cái eo bị hồng cho xuất sắc lắm luôn. Em vừa đang mà cho Nguyễn đang khôi có đơn rồi đó. Bây giờ em eo bị hồng. Em bị hồng.
Răng trắng chắc còn ít lắm nhưng mà xíu là chanh lai nha. Tại vì răng trắng còn cái thanh hoa thái này có thêm hai bộ hai màu vô nữa. Đây đây đây. Cái này để đó má. Thêm hai bộ nữa. Màu kem cho ai đây? Màu kem cho cây vườn này. Đẹp quá. Đây eo vì là thương hiệu thanh hoa thái. Yêu cầu nha mấy chị, yêu cầu cho mấy Len nha. Cái này 65kg 1m6 là vừa, mỗi thứ hai bộ nhé. Ok ok. Dạ không, bên nhà Trang không đầm chị ơi. Gần Tết Trang mới may đầm nhé. Tại vì Trang đang may, tại vì Trang đang may thứ năm xưởng mà không có xưởng nào may kịp hàng cho Trang bán hết á. Tại vì Trang là may phần Trang bán này, phần khách đặt may này, đó. Ai mà theo dõi bên may nhà em là mấy chị biết. Thì em nó đặt lần có mấy ngàn bộ đó mấy chị. Giá là giá từng xưởng rồi. Những bộ này mà ai đâu bán 100 mấy ngàn cho mấy chị đâu. Đây, eo vì cân xỉu luôn nha mấy chị nha. Bộ eo vì này là cân xỉu luôn. Cái này em nói thật à, Linh Huệ An, dạ Trang thấy nha. Lên tay dài đi. Đấy Trang lên tay dài nè. Lên tay dài nè, trời ơi cái eo vì này dễ thương quá. Hàng thương hiệu nha, hàng thương hiệu. Dễ thương không mấy chị? Đâu mà không có vest nha. Trời ơi, nè. Vest màu khác, đợi xíu, vest có XL Valentino, với là rằng vest em mới xong có 3 mẫu à. Rồi chốt dùm cho em eo vì màu hồng thì cưng ha mấy chị ha. Cái eo vì màu hồng này cưng xỉu luôn á, thật sự. Cái bộ này quá đẹp. Cho em xem bộ bông ngoài sau đi chị. Bông nào em, bông nào vậy? Bông này em ơi. Bộ be mới thay ra á, ok, bộ be mới thay ra á. Bộ be hoa văn đó. Rồi chơi. Ừ. Bây giờ em bộ eo vì này đi. 40kg vừa nha chị nha, nhưng mà cái quần này em rất là nha. Ai mà già thì cắt like dùm em nha mấy chị nha. Rồi đưa giùm em đi bộ eo vì này đi. Bộ đẹp quá. Chấm mi đi cá con. Cho coi bộ xanh tre đằng sau. Ok nè chị ơi, bộ xanh đằng sau đẹp lắm, bộ riêu. Bộ hoa văn, bộ này bộ riêu đuôi trái nha chị nha. Bộ này đẹp lắm. Bộ này là mới về hồi trưa mà bán gần muốn cháy hàng rồi nha chị nha. Eo vì hồng em bất hiểu. Đẹp lắm. Cứ chốt đi mấy chị. Eo vì hồng em đang mặc với là cái gì cứ chốt để có nhân viên em ngoài chốt nha. Em không thể nào mà đọc hết tên cho mấy chị được. Này em cho biết liệu này. Rồi lên một mẫu này cho em. Một mẫu này cho em lá vàng đi. Em giùm em lá vàng mới may xong đây. Thanh hoa thái eo vị hồng này. Thanh hoa thái này tiếp. Giùm em lá vàng. 62 chiếc ca mấy nhiêu hình ngọc ơi. Đẹp không mấy chị? Còn xếp hoa loan không cần lên bi đi chị. Lên bi hả? Lên bi mặc rồi. Mặc lại nữa hả? Mặc lại lần nữa nha. Đưa giùm em bi cho mấy chị coi đi. Bi đéo không ơi. Để bỏ đây. Bi đen đuôi cá nha, hoặc là bi tay dài hòa tiết. Rồi đợi Trang xíu, đợi Trang xíu đi chị. Đợi Trang xíu nha, có một mình Trang mặc à mấy chị. Có một mình Trang mặc à. Huỳnh Ngọc eo vì màu hồng, thanh hoa thái eo vì màu hồng. Ok chị, có chữ Huỳnh có Ngọc chữ. Huỳnh Ngọc có 12 kg như chị Huỳnh Ngọc ơi. Đây bi đen này chị. Bi nâu kia chị. Bi nâu. Từ từ chị ơi, lên từ từ nha, không mặc. Trời ơi má ơi, rút cuộc má hỏi tôi là mặc bi đen hay là bi nâu hay là bi kem. 62 kg 58 hả? Vừa vừa, cho to á. Kéo lên cho em đi. Huỳnh Ngọc eo vì nâu nè. Đây, bi đen đây nha. Tôi cống em đâu rồi. Vải đủ nha mấy tình yêu nha, vải đủ giùm em ha. 32 kg cao mét số 3 hả, tùy theo chị ơi. Vải đủ giùm em ha. Đẹp không mấy chị, trời dễ thương lắm. Cái bộ này nó thật luôn, ở ngoài nó rất là sang. Em có lấy mặt cao hay đâu không, bữa một bộ xả ra rồi em nha. Em có lấy bộ em mặc đen dồn đâu chứ bích liễu có đâu rồi đó. Mình hết lô rồi. Không mua là hối hận đó, có 50 bộ thôi. Hồi sáng giờ bán muốn cháy hàng mà. Em không dám đóng sụp. Này cái chị đây, Trần Cha đi lên lấy bi đen. Chị có lấy không dồn đâu chứ đủ đơn rồi chị ơi. Ai một bộ dân xả đơn ra nha. Ai mà gửi đến xã lưng ra rồi cho nên hòa tiết màu gu xì lá cổ tim quần ống rộng. Cái bộ này mấy chị mua để dành tết mặc cho em, mấy chị đợi em xíu nha. Cho em uống miếng nước đi mấy chị ơi, em mệt quá, em like ngày 2 buổi em mệt quá trời mệt. Chị nào mới đơn một bộ đó gửi đủ đơn nè. Một bộ vest còn, cái gì cũng còn hết, vest là mới về luôn á. Vest là chân mới về luôn rồi, cho một chút xíu nha. 129 ngàn chị. 70kg mấy 7 không vừa nha. Rồi đưa giùm em con xì hoa đi, con xì lá. Đi đây cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Rồi đưa nha. Ai bộ em xả ra nha mấy chị đẹp. Ra, thôi một bộ đi ra là xả hết. Không mang bộ. Cái này chết với bọn nó. Cái này ngắn đấy. Cái này ngắn này.
Rồi em lên cổ tim. Lá tre hả? Lá trúc hả? Gọi là xem bộ răng. Chị Ly Phạm hồi nãy chị mua hàng, chị không cho được, không cho số điện thoại, là nãy giờ em không có chốt hàng cho chị Ly Phạm xem nha. Xem bộ răng đúng không? Hỏi không mà không cho số điện thoại. Bộ răng này chị nuôi cá đẹp lắm. Bộ này sang lắm chị. Bộ hồng trang hồi sau là nuôi cá chị Nguyên ơi, thử đẹp lắm đó Nguyên. Bộ đẹp lắm. Bộ hồng chưa mặc luôn. Bộ hồng nó chưa mặc nha. Bộ hồng nó chưa mặc. Rồi chốt giùm cho em lá vàng gu xì mấy chị. Ôi gu xì gu xì giùm em. Trời ơi lấy bộ này nha. Em nói là khuyên chân thành nên lấy bộ này cho em. Mi đeo 46kg vừa nha Dung Cao ơi. Rồi chốt giùm cho em mã lá gu xì giùm em ha. Khách cũ nhưng cũng phải kèm số điện thoại nha chị. Bộ lá giùm em Phạm Ngọc gì đi. Đi giùm em đi mấy bộ. Em khuyên chân thành luôn, ai mà muốn thích tay dài lấy bộ này cho em, vải siêu đẹp, đẹp và form siêu đẹp nha. Gu xì lá nó thật, để Tết dành tới mặt cho em, màu không, cái bộ này là không nổi giống gì nha. Cái bộ này ở ngoài màu vàng với là pha cái gu xì màu vàng, màu nâu. Màu nâu hết rồi. Rất là đẹp luôn đấy mấy chị. Đó, đẹp lắm. Em còn màu màu hồng hả? Màu hồng rồi em xíu đi. Rồi. Gu xì lá da này con. Lên tay ngắn mấy chị. À rồi chăng xíu nha. Bộ nào cũng thích. Dạ đúng rồi, đẹp hả? Vừa đẹp vừa rẻ luôn á. Phạm Ngọc Chi Trinh này, Vũ Xì Lá này, Vân Phạm ok chị này, Mai Nguyễn ok chị. Dạ bộ này nguyên giá tiền nha, 130 thôi mấy chị. Bộ này 130 ngàn. Bia em mặc chưa ta? Bia em mặc rồi đúng không? Bia mặc rồi. Lên ràng đi. Lên ràng giùm em. Lên ràng giùm em luôn. Rồi lên ràng nha. Ràng đâu rồi? Đâu ràng tay ngắn đâu? Bộ bộ trang trên này. Bộ một bộ eo vì hồng cho chị Nga thì bùi. Bộ lá gu xì cho Huỳnh Ngọc này. Đâu rồi? Đằng đâu ràng tay ngắn đâu vậy không? Rồi em lên đằng tay ngắn này. Bộ này sang lắm đấy. Chị xem bộ sâu lưng chị cho xem một. Cho em xem bộ lá trúc hết rồi, lá trúc hết rồi. Rồi em lên đằng nâu. Trời ơi đằng nâu đẹp nhất nách luôn. Cái túi màu nâu của em rồi. Rồi em lên mã rằn nâu dùm trang luôn hả? Mẫu rằn nâu đẹp không mấy chị? Trời ơi đẹp quá à. Tôi nói bộ này là xuất sắc con là tay luôn dùm em luôn ha. Chốt dùm cho em bộ rằn nâu quá đẹp luôn mấy chị. Em nói thật bộ này đẹp lắm. Cái quần này may dài lắm nha, tới 95 luôn á. Cái quần này may dài nha, 95 95 luôn nha mấy chị. Ôi đẹp quá. Bị nước ai đấy? Đẹp quá trời quá đất luôn. Rồi ai lấy rằn nâu giùm em 129 ngàn. Cổ này mấy chị, cái cổ đẹp giả mang chưa? Trời ơi, có ai xưởng nào may cổ đẹp như vậy không mấy chị? 1m50 nhưng mà còn 1m50 nặng bao nhiêu ký chị? Cái bộ này là em may xưởng mới đó mấy chị. Gu xì lá cao 1m50, mà 1m50 là hơi bị dài nha chị nhá. Không sao đâu, mình dài thì mình cắt thôi được đúng không mấy chị? Chị nặng bao nhiêu ký? Dài thì mình cắt không có vấn đề gì hết nha. Bộ trắng trên xào chốt mã mấy ai à, chị kêu là rằn trắng giùm em đi ha, rằn trắng nuôi cá đó. Rồi chốt giùm cho em mã rằn nâu giùm em 129 ngàn, tay ngắn giùm em ha, tay ngắn giùm em, tay ngắn 129 ngàn. Rồi đưa em mấy bộ đi mấy chị, chốt quá trời luôn kìa. Em mấy chị đang coi bên bay nào thì chốt giùm em bên bay đó giùm em ha. Bộ rằn nâu này đẹp lắm, mặt rất là trắng da luôn nha mấy chị. Đẹp rồi, 129 ngàn cho em một bộ. Giờ xíu đi. Rồi ai lấy chốt giùm em rằn nâu giùm em. Không, cái này là vải mango nha, hoàn toàn vải cao cấp nha. Bộ này là vải mango cao cấp giùm em. Chị nào mà chưa mua hàng nhà em mango thì mấy chị mua một lần đi cho nó biết. Vải siêu mát luôn nha, mềm mà cực kỳ luôn á. Rồi em qua mã luôn nha. Bộ này đẹp mà mấy chị. Bộ này đẹp lắm. Rồi đọc tên lên đi con. Lăng đâu chị nó chỗ bé đúng không? Rồi bây giờ mấy chị muốn em lên cái gì? Lê Phú Nga thì bùi này 65kg không vừa đâu nha. Bây giờ mấy chị em muốn lên cái gì mấy chị? Trần Dương đằng nâu đẹp lắm. Đọc tên lên đi con, nhiều lắm. Một bộ đằng nâu ta đã mới chạy cho Nguyễn nè. Đằng trắng cá Mai Xu nè. Mai Xu đằng nâu đằng nước cả.
Rồi chốt giùm em gu xì ong nhé. Gu xì ong đẹp chưa mấy chị? Tay dài hả? Bella Rossi lên tay dài hả? Mặc bộ sâu lưng chị đi. Mặc bộ sâu lưng chị đi, rằn nâu cho ta băng thảo này. Mặc bộ sâu lưng chị đi là bộ nào ấy chị? Băng thảo kèm phấn ngoại nha. Đang tặng dai này. À, màu hồng đúng không chị? Màu hồng đúng không? Để em mặc màu hồng cho nha. Chờ nail đi em. À chờ nail đi em hả? À chờ nail là như chờ nail em chưa mặc luôn hả mấy chị? Rồi em lấy cái màu hồng xíu lại nha. Rồi em lên chờ nail cho. Còn bộ nào mẫu trơn không hợp tiếp. Đây lấy bộ này đi chị. Bộ không hợp tiếp lấy bộ này đi. Bộ này đẹp lắm nè mấy chị. Bộ này đẹp lắm. Bộ này rất là đẹp luôn á. Nào trời em nói không sai. Bộ này siêu đẹp. Bộ này siêu đẹp nha mấy chị nha. Bộ này màu hồng dễ thương cực kỳ luôn mấy chị. Có 129.000 thôi. À, mình mới nhận hàng phải nói là may Kim Thanh Nguyễn. Kim Thanh Nguyễn, Kim Thanh Nguyễn có mua hàng mình chưa ta? Có. Trời ơi mấy chị ơi, cho nên á, em đã nói rồi. Em đã nói rồi, hàng bên nhà em may số lượng rất là nhiều nha. Mấy chị trời ơi, nếu mà chị kiểm tra hàng bị lỗi hay cái gì mấy chị đưa shipper ngay lúc đó cho em luôn. Tại vì sao? Tại vì sao mà em cho mấy chị kiểm tra hàng là có nghĩa là giao đúng màu cái thứ nhất mấy chị coi form, cái thứ hai là mấy chị coi chất lượng vải. Mà mấy chị lỗi thì mấy chị đưa shipper mang về lại cho em đúng không ạ? Tại vì bên nhà em may số lượng mấy chị coi này. Một cái gian hàng nhà em như thế này lại làm sao mà kêu nhân viên tháo gỡ ra từng bộ được đúng không mấy chị? Lỗi thì đưa lại shipper mang về cho em mấy chị không chịu từng ship nhá. Rồi, cái thứ hai nếu mà chị kiểm tra mà không có kỹ càng mà đem vô nhà 2-3 ngày sau mấy chị kêu là lỗi thì bên nhà em không chịu trách nhiệm đúng không ạ? Tại vì em cho mấy chị kiểm tra hàng đầy đủ rồi, kiểm tra kỹ rồi đúng không? Rồi, chứ còn đừng có nói là à hàng may tệ xúc chỉ, cái đó là chuyện bình thường thôi. Bây giờ mấy chị mua cái tâm shop luôn đi được. Shop nào là cũng không có phải là nó không có có bị bản năng mà xúc chỉ này kia đâu. Cũng có đó chị. 1m7 là mặc quần là chấp nhận hơi. Em bán cả mấy năm trời rồi chưa có ai chê hết. Cũng có người chê thì 10 người 10 ý mà mấy chị. Buôn bán mà có 10 người này người kia đúng không mấy chị? Một, dạ không, cái bộ này là 1m7 mặc không ngắn đâu nha, ngàn ngang mấy cái nha. Tại vì cái quần mấy chị đo đi. Em mấy quần này tới là 95 luôn á. 95. Trời ơi, hàng em mà may 6 may tệ thì làm sao mà em dám cho khả năng cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái đúng không? Mấy chị nói chuyện mà thật sự luôn á, nói mà không có não gì hết trơn, thậm chí là nói thẳng như vậy luôn á. Em cao 1m55 chị. Mà thấy avatar lạ vậy, không biết là mua hàng mình chưa nữa. Rồi em qua mẫu luôn nha. Mặc cái gì đây mấy chị? Mặc gì? Mặc chị, mặc chị nè đúng không? Mặc này nè. Mặc chị nè hay gì mấy chị? Chị nè, cái này chị nói chị nè đó. Chị nào hỏi chị nè? Đi nè. Đến. Bộ Malacan mặc là giá 129, 60kg đổi lại nha. Vest đây, vest đây, vest đây. Lên tay dài đi chị. Rồi rồi rồi, đây chăng lên vest đây. Vest này giùm em thôi. Vest này, đợi em xíu em lên vest liền. Rồi lên tay dài rồi chăng xíu. Đúng không mấy chị? Người ta may hàng 6, hàng dụng không bao giờ người ta tồn tại tới bây giờ, đúng không? Cái thứ hai nữa là không có cho giá mấy cho mình kiểm tra hàng đâu thật sự. Trời ơi chị ơi, hàng bị xúc chỉ tại sao lúc đó chị không đưa shipper mang về và quà cho em đi chị. Trời ơi, bên nhà em một ngày thôi thôi em không nói những cái vấn đề này nữa đâu. Trời ơi, người ta bán từ đầu la tới buổi la mà gặp con mẹ này. Hay là bán đâu rồi đó. Mở hàng rồi thì chắc chết. Ờ thật sự luôn. Rồi chốt cho em mã ISL ha. Mã ISL. Rồi lỗi rồi mà có gì đâu. Đó chị thấy không? Bộ này đẹp quá. Hôm qua em mua 2 bộ. À cảm ơn nha. Mấy chị ơi, chị nào mà đã từng mua hàng nhà em rồi, nhận hàng rồi cho em biết ý kiến ha. Chị nào mà khách cũ nãy giờ, bên nãy giờ là em bán toàn khách cũ không à, thật sự luôn á. Chị có cái mài đó đâu. Kêu đặng mà gì lấy bộ. Trời ơi, lỗi thì người ta đổi thôi. Mà hả, cũng phải là hả, tế nhiệm chút xíu không mấy chị. Lên đây trời phải nói là hàng quá tệ, may quá tệ này kia. À, mua hàng có phải đổi lui đổi lại trời, phải thông cảm. Em đã nói ngay từ đầu rồi, phải thông cảm. Ờ, shop không thể nào mà kiểm tra từng bộ được. Mình bị xui thì mình dính cái bộ đó thôi, đúng không mấy chị?
Dạ không chị ơi, bên nhà em không bắt đồng nha. Bên nhà em lỗi là đổi thoải mái luôn, đưa shipper mang về thoải mái, không không trả tiền với chị, đâu có trả tiền đâu. Rồi chốt giùm em bộ vest ISL giùm em ha. ISL giùm em. Kiều Đằng lấy một bộ. Ok chị Kiều Đằng nha, lấy thêm một bộ giùm em đi chị Kiều. Đẹp lắm. Chị nào khách mới mua thử giùm em hai bộ, mình kiểm tra vải thoải mái giùm em. Bộ vest này. À bộ vest này có màu khác không ạ? Đưa giùm em đi. Em mới về, em mới xong được có 3 bộ à, 3 mẫu à chị. Vest nhà em đang cháy. May lô nào ra cháy lô đó. Rồi em có vest sọc chữ này. Bộ vest này là quần ống nhỏ giùm em á chị đẹp ha. Vest này là quần ống nhỏ giùm em. Cảm ơn chị Vinh Cao nha. Kệ đi khách hàng mà 10 người 10 ý. Cảm ơn mấy chị ruột nha. Rồi, à bộ này giùm em ha. Valentino này, đây vest. Vest Valentino là mấy chị hàng thương hiệu. Vest Valentino giùm em luôn ha. Dạ lấy mẫu nào đọc giá mẫu đó nha. Chị mặc bộ con ông hồi nãy chị rồi dán xíu nha, đợi chăng xíu. Đổi trang xíu nha, có một mình trong trang mặt là thông cảm. Đây, vest Valentino này sóc giùm em này. Máy số 1 hết pin luôn. Đẹp lắm mấy chị, em mua nhiều rồi. Những đăng khui trời ơi, mấy cái bàn là Tết tôi phải đi quà cho bằng được. Em là người Huế nhưng mà mấy chị muốn cái gì, muốn cái gì là em chơi tới bến luôn. Thực sự luôn, Huế là không sợ mưa rơi đâu mấy chị. Huế là mưa thúi đất luôn á. Vest lon xanh còn hết còn rồi. Dạ vest đẹp không chị ha, có 139.000 một bộ thôi mấy chị. Vest này, vest Valentino này chữ này. Tiệm ở Sài Gòn nha, ở Bình Thạnh. Vest Valentino giùm em ha. Vest Valentino với là vest em đang mặc. Vest ESL với là vest vàng giùm em. Có 3 loại vest thôi. Lên tay muốn đi chị, ok, tay dài đi chị. Vòng 3 100 vừa không hả? Vòng 3 100 hả? Đéo rồi. Vòng 3. Rồi đây. Vest rằng giùm em luôn ha, vest rằng. Rồi lên tay dài nha. Ok cho lên tay dài. Đi hoa ai hỏi đó kìa. Đây, Gucci ông hồi nãy ai hỏi này rồi, cho lên tay dài cho nha. Mệt quá mấy chị ơi. Like không nổi. Bộ vest ống nhỏ 40kg mặc vừa nhưng mà cái áo nó chịu khó đi bóp nha, 40kg thì mình hơi ốm đó. Phải thiệt thang. Huế thơ, Huế mồng. Huế lơ lơ là mất dép vào luôn mấy chị. Huế em là ăn trộm dép Lào dữ lắm. Đây bộ Gucci ông đen này nhỏ, kéo xuống dưới xuống đen này nhỏ. Bộ này đẹp lắm anh chị, bộ này có 120 thôi mấy chị. Bộ này 120 thôi. Bộ này 120 thôi nha, hàng thương hiệu. Bộ này nhiều họa tiết đó mấy chị. Bộ này rất là nhiều họa tiết. Bộ này là quần ống rộng giùm em ha, 120.000 thôi. Này, bộ này là hàng Mignon nha, hàng Hawker. Bộ này thì quay hai khách ưu tú nói chuyện kìa. Mua rẻ mà đẹp, rẻ hơn mấy sốc khác 100 tiếp đi. Cảm ơn chị Nguyễn Thu, một vest Valentino cho chị Huỳnh Ngọc nè. Có đơn rồi đó. Đó, em ghi bài lại mới được. Yên tâm đi, có gì mà bên nhà em mà giao lỗi thì bên nhà em xin lỗi mấy chị rất là nhiều nha. Cái đó là do lỗi bên em. Tại vì không, kèm số tại vì không thể nào mà kiểm tra từng bộ được, cho nên mấy chị thông cảm nha. Nếu mà nhận hàng mà kiểm tra hàng ngay lúc đó có shipper đó, mấy chị kêu shipper là gọi cho em liền. Tại vì hàng lỗi là shipper nó gọi cho em liền mấy chị. Em ơi, em giao cho chị Thu Bùi hay là chị Nguyễn gì đó, cái bộ này bị lỗi. Thôi cái bộ đó là em thu về. Thế mấy chị đâu có lấy tiền đâu, mấy chị đâu có trả tiền bộ đó đâu mà lo, đúng không? Bộ mannequin mặc bao nhiêu về em? Dạ cái bộ đó là 129.000, phải đủ với chị nha. Từ like từ theo luôn. Dạ bởi vậy chị, mệt lắm chị ơi, em like ngày 2 like, rất là mệt. Rồi bộ chân đang mặc 120.000. Bộ này em có nhiều họa tiết lắm luôn, hàng thương hiệu thôi. Bộ mannequin. Riêng cái bộ này là hàng thương hiệu. Bộ mannequin hết màu rêu rồi. Mã là màu nó màu mới đó chị, màu nó màu mới. Rồi em đưa họa tiết mẫu em đang mặc cho mấy chị coi nhé. 120 giùm em nha, tay ngắn quần ống rộng giùm em. Rồi eo vì màu nâu này, eo vì màu nâu giùm em. Em đưa lên thôi cũng được nha mấy chị nha, mẫu như em đang mặc mà em đưa lên thôi em khỏi mặc nha mấy chị. Rồi eo vì màu nâu giùm em ha, eo vì màu nâu đẹp giả mang luôn, với lại eo vì đen trời đẹp quá. Eo vì đen giùm em, eo vì đen như mẫu em đang mặc nha mấy chị, đẹp nhé. Đó, ai yêu cầu tay ngắn thì em mới lên đây, cho còn em không có lên đâu, mấy cái hàng này em nóng sỉ. Ủa, sau lần là 60kg đổi lại nha mấy chị ơi. Với lại Burberry. Burberry này, nó đẹp không mấy chị? Burberry giùm em nha, rồi ai lấy họa tiết nào comment là họa tiết đó giùm cho Trang nhé. Chị nào đơn một bộ lá rồi cho đủ đơn nha. Đây, Burberry giùm em này.
Eo vì màu đen. Mọi như dân đang mặc nha mấy chị đẹp nha. Mà là cao 60kg nhưng mà chị cao 1m58 nha chị. Rồi eo vì màu đen. Với lại eo vì màu nâu. Rồi 120. Lấy cho em thử đi mặc nhé, mua xì ông. Ok, mua xì ông. 120 thôi mấy chị, có 120 à. Thì chốt rằn trắng đuôi cá cho em chưa chị. Lấy em một bộ đang mặc nhé. Ok Nguyễn Nga. Là rằn trắng đuôi cá kìa. Rồi em lên cánh dơi nhá. Càng lên cánh dơi cho mấy chị đẹp mặc nha. Nguyễn Nga là bộ chị mặc mà. Rằn trắng đâu ra. Nguyễn Nga là bộ chị mặc mà. Rồi cho xíu. Nè Tuyền Nguyễn, chị chốt bộ rằn đuôi cá cho Trang. Chốt rồi nha, Trang chốt rồi. Rồi Trang lên mẫu khác cho mấy chị đẹp nha. Trời ơi tính live 10 giờ nghỉ mấy chị, nhưng mà bây giờ lố giờ rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn đông chị đang coi nè. Gucci ông, eo vì nâu nè. Eo vì đen, eo vì đen cho chị Tùng Hoàng. Huỳnh Ngọc một bộ Gucci ông với eo vì nâu dành 120 chị ơi. Lấy một bóp bơ vì màu đen ok gì luôn Hình Hoa. Giờ ok chị nhá. 120 Văn Thảo một bộ đang mặc ok chị, dành 120 mấy chị. Này chú đủ nha, hai mấy ba mấy. Em cho chị quay màu maracan mặc đêm. À dạ, bộ đó là màu Cô dì ông cho Hùng Ngọc này. Cô dì ông đó. Bộ má nó cắt bằng mày chị, bộ nó đẹp lắm. Cô dì ông với em bị nâu nữa. Cô dì ông này. Này chị hoa văn á chị, hoa văn đẹp á. Văn Thảo kèm số điện thoại trung cao đang kèm số điện thoại mấy chị ơi. Lưu Hình Hoa Văn Thảo kèm số điện thoại. An Nhiên ơi, bộ cô dì ông kèm số điện thoại này. Cái lô này may quần dài lắm nhưng mấy chị đẹp nha. Lô này may quần dài lắm. Cái này có bộ gì đó. Này quần dài lắm nha mấy chị. Dài lắm luôn. Đừng chưa. Bộ này ngã chỗ cả bếp rất đẹp mà. Rồi chốt cùng cho em chữ đen ghi bên chi ha. Ghi bên chi giùm em. Dạ không, chị Phường Nguyễn một bộ giao không chị Trang. Nếu mà chị Phường muốn nhận hàng thì Trang giao nha. Chứ còn mà một bộ là đa số là mấy chị không nhận hàng không à. Cho nên mấy chị mà mua hàng mà nếu mà chắc chắn nhận á thì Trang giao nha. Má cho Nguyễn Ngọc Quỳnh Như nè. Này má Trang nè. Hồi nãy giờ không trả lời còn Barbidon không hả? Barbidon hả? Barbidon có. Barbidon biết còn đó bà ơi, thật sự luôn á. Còn 3 màu. Dạ 135.000 chị bộ em đang mặc nhé. 135 thì em một bộ em đang mặc 135.000. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là mới một bộ maracan thôi hả? Mấy chị comment là chữ đen giùm em nha. Đơn. Chữ đen giùm em. Bộ này xinh lắm nè mấy chị. Ôi bộ này xinh lắm luôn á. Bộ này rất là sai. Đẹp quá. Đang xinh lắm. Chưa có đơn luôn hả? Bộ này rất là xinh. Bộ này là chủ đen ghi bên chi giùm em. Ờ sao một bộ nhiều quá vậy mấy chị ơi. Ráng giùm em hai bộ đi nhá, mặc đẹp. Mình mua thử hai bộ thôi. Chủ đen cho Mai Xuân với giùm em. Với giùm em là bộ cái túi dễ thương đó mấy chị. Cái túi dễ thương vô cùng. Với giùm em bộ này đi. Chủ đen cho Mai Xuân. Chữ đen cho Thu Thủy mấy chị ơi, cầm số hồi chúng ta nha. Mai Xu này. Mai Xu con này. Thu Thủy có đơn chưa? Chưa. Đẹp lắm, cái bộ này đường kim mũi chị rất là đẹp luôn. Dạ 135.000 chị. Thu Thủy chữ đen. Ok. Đẹp lắm. Chữ đen cho Thu Thủy, kèm số hồi giùm em ha. Mai có người hoài chốt đơn nha. Trang không bán bóp. Trang có nguồn bóp Quảng Châu rất là đẹp. Gần Tết là Trang sẽ nhập về Trang bán cho mấy chị nha. Gần tới Trang bán cho mấy chị. Ok chị Ngân Lê có số điện thoại thì ok chị Ngân Lê này. Chữ đen đẹp lắm luôn mấy chị ơi, lấy đi, lấy bộ này mặc để khuyên Nhân Thành luôn á. Bộ này là đẹp từ form với đường chỉ mũi kim luôn. Tặng cho tôi cái túi. Không được, cái này cái
túi này săn lắm luôn, mới có đây. Cái túi này khó lắm, túi này ít có lắm. Đang mặc còn màu da con chị đợi em xíu nha, em lên mẫu này cho. Đang Dung Mi chốt hai bộ rồi nha. Xong cái đổi lại nha. Bộ này 65kg nhưng mà chị cao 1m6, người mà nào mà nặng. Riêng Nguyễn nha. Nặng xương á. Đi đem bộ mới đi mẹ. Riêng Nguyễn. Như Hiếu kèm chốt lại nha. Riêng Nguyễn Như Hiếu. Em được bộ quá trời nè. Mấy chị ơi có một bộ sao mấy chị đi ra à? Bia rồi mẹ chị mua 2 bộ. Bia rồi mấy chị mua 2 bộ giùm em nha. Một bộ người ta không có chốt đâu. Công lao người ta mặc. Em mặc rất là khó khăn đó mấy chị. Bộ đen nó mặc cho Kim Phượng cao nữa nè. Ê. Kim Phượng cao rồi nè. Rồi đi đây đi. Chốt cái này bỏ không. Dưới đây nhiều lương nè. Ê. Kim Nguyễn Ngọc. Ê. Lương cặp mà mặc đi ơi. Rồi răng nâu giùm em hả? Chết mẹ mày sẽ té. Lương ngựa bà mang cái dây cao gót. Tại vì trong mấy quần rất là dài. 1m7 không ngắn lắm đâu. Thì con Malacan á, 1m8 đó mà nó mặc ngang còn ngang mắt cá mà mấy chị yên tâm đi. 1m7 là mặc không có ngắn lắm đâu. Rồi chốt giùm cho em bộ sọc nâu á, sọc nâu. Chị ơi em lấy bộ hồi nãy chị mặc tay ngắn 120 nha. Trời tay ngắn 120 là mấy màu lận? Ờ. Chắc bộ xì đen á. Chắc bộ xì đen. Nhưng mà bộ không có nhau nha. 120 không có nhau. Ok chụp đi rồi đi rồi đi. Rồi chụp kia đó. Rồi chốt bộ chú đen có đơn kìa. Chốt giùm Trang là sọc nâu ha. Sọc nâu vải này là vải đuổi nha mấy chị nha. Vải đuổi vải cực kỳ đẹp luôn. Form đẹp. Chị mặc tay ngắn em lựa thêm. Ok rồi Trang xíu đi. Đẹp quá à. Sọc nâu này sang lắm mấy chị. Sọc nâu này sang lắm. Như Hiếu sọc nâu với chữ đen. Đây sọc nâu. Đây chữ đen. Chữ đen. Kèm số lại Như Hiếu ơi, sọc nâu cho Mai Su nè. Sọc nâu cho Mai Su. Rồi em lên cổ sơ mi nhá. Em lên cổ sơ mi. Cổ sơ mi đẹp lắm. Như Hiếu kèm số ngoài giùm em đi chị ơi. Này vải đuổi nha mấy chị, vải đuổi đẹp lắm luôn. Mấy chị mua hàng nhé, kiểm tra hàng giùm em nha. Nếu lỗi đưa shipper về mang về giùm em. Rồi trong qua mẫu luôn. Đồ bên chị bao nhiêu ký tùy mẫu em ơi. Mét rưỡi hơi dài nha chị. Đã dài 51kg là mặc vừa hết tất cả các hàng nhà bên em nha. Như Hiếu lấy 2 bộ chữ đen sọc nâu kèm số ngoại nha. Thí liệu một bộ béo 8 hả? Béo 8 là béo chứ không bằng. Có đơn chưa? Rồi, chị liệu bên này cùng. Đó, đó, đó. Đó, số 1 chứ. Thí liệu bắt 1 nào? Nó phải liệu à? Đưa hỏi này. Thí liệu này là 249 này khác mà. Đưa phải hỏi béo nó không nha. Dài là giùm em ấy nè. Rồi còn quý nè. Đó. Nhớ xem cái bóp beo này nó lưu mài. Cái lưng của con thứ ba này. Ai vậy? Con thoi như điếu. Em không tập beo mặt cái này chị ơi. Như điếu rồi. 55kg vừa nhá. Mà đưa bóng lên nè. À, bóng lên. Chị ơi phải beo xám này không chị ơi? Đưa đây đây em. Chị ơi phải beo hoa văn này không chị? Ủa beo hoa văn này. Thúy Liễu ơi phải beo này không? Beo hoa văn này em tính ém lại mai em bán vì nó đẹp quá mà em bán muốn hết hàng rồi. Tính ém lại để mai bán cho nó có mẫu. Cái mẫu đẹp tối nay em like hết sạch banh luôn rồi mai em không có ngọn trang vô. Đây, phải beo này thì ok giùm em nhé. Beo hoa văn giùm em ha. Phải không? Ok giùm em. Beo này trên em mẫu. Rồi bộ chân anh mặc hai hòa tiết nha. Beo với là chanel. Beo với chanel.
phải bêu đó không chị đẹp? Sọc nó cho kim cương cao 65kg mét nhiêu chị ơi? Sọc cái nấu không? Cái kỹ nữa. Rồi bộ trang đang mặc có chờ neo luôn nè. Ok đó, là cái beo đó đó. Rồi ok. Liệu này. Này bộ này không hở nha, bộ này không hở giùm em, cổ sơ mi rất là đẹp. Cổ sơ mi rất là đẹp. Rồi chốt giùm cho em bộ beo cổ sơ mi hoặc là chờ neo. Chờ neo giùm em ha, 129 ngàn một bộ nha mấy chị đẹp. 129 giùm em, chờ tay dài quần dài 129. Beo hoa văn mai su này. Rồi ai lấy cổ sơ mi giùm em. À chờ neo đen hoặc là beo ha. Chờ neo đen hoặc beo giùm em nhé. Bộ maracan vừa nha, vừa nhá. Vừa nha, Quỳnh Như ơi. Sơ mi beo giùm em chút liệu. Sơ mi beo giùm em vào chờ neo giùm em mấy hai màu. Hai màu giùm em mấy chị đẹp. Đẹp lắm luôn á. Nè cái mẫu này dễ thương lắm nè mấy chị. Lai nhỏ giùm em nè. Nè đẹp chưa? Rồi chờ neo giùm em ha, chờ neo đen. Chờ neo đen với là beo giùm em. Ai lấy chút giùm em hai màu. Đẹp lắm mấy chị đẹp ơi. Rồi lên giùm em hoa hướng dương đi. Chờ neo đen cho Mai Su. Mai Su chờ neo đen. Mặc tay ngắn đi chị, rồi tăng lên mặc tay ngắn đi. Lấy chị bộ sơ mi màu beo. Rồi ok, tay ngắn hoa này. Hoa hướng dương đẹp lắm. Tây loe còn không? Quên tây loe á. Quên tây loe còn. Quên màu gì? Xanh đi. Mặc tay loe xíu nha mấy chị nhé, nãy giờ không mặc loe. Thấy rồi nha, mô đồ hình thấy rồi. Nêu đen cho Huỳnh Ngọc kìa. Huỳnh Ngọc kìa. Nêu đen cho Huỳnh Ngọc kìa. Tăng lên nó tay ngắn. Chị Lưu Huỳnh Hoa ơi, hồi nãy chị chốt một bộ rằn nâu tay ngắn đúng không? Cái chỗ cái tính nó bẻ đi. À. Chỗ mình bận ngược ấy. Nè nè. Một bộ công vàng với đó một bộ hoa văn nuôi cá này, chưa vân thanh này. À. Công vàng nuôi cá. Đây là hoa văn nuôi cá. Hoa văn nuôi công đó. Công vàng nữa. Có không? Không có lại. Rồi cái này là chất liệu bằng vải von nha mọi người. Vải von tây loe giùm em 115.000. 115.000 giùm em tây loe, mấy chị comment là beo. Beo tây loe giùm em ha. Beo tây loe giùm em 115.000 thôi. Mấy chị comment là von beo. Mấy chị comment là von beo nhé. Von beo 115. Von beo 115.000. Lẹ lẹ lên mấy chị ơi. Em lấy bộ viên xỉu không? Tròn cặp luôn nha. 115.000 nha em nhé. Von beo 115.000. Von beo 115. Bộ này xinh lắm nè mấy chị. Tây loe giùm em ha. Tây loe mặc rất là mát luôn. Có 115.000 thôi. Vậy ông quần ống rộng nha. Bấm đi không? Nhét vô ba đơn cho máy đi. Quần ống rộng luôn, mai đi luôn, mai tới nó lấy. Bộ này là 40-60kg giùm em. 40-60kg rồi. Có lót nha, beo là có lót hết nha. Quần có lót rồi mà không nóng đâu mấy chị nha. Lót ở trên á, lót ở trên mặc mát lắm. Ai mà chưa mua qua nhà em thì mua thử giùm em đi, mua thử đi, mặc đẹp, mặc sau là thích lắm luôn á. Rồi ai lấy von? Rồi em lên tay ngắn hoa nhé. Có 115.000 à mấy chị, mặc đẹp lắm. Beo tay loe, đúng rồi. Cái này có lót quần nha, tất nhiên phải có lót rồi. Rồi 120 giùm em nhé, hoa. Bây giờ em bảng màu hoa đi. Bộ malaka là 60kg đổi lại mặt vừa nha, cao 1m6. 65kg cao 1m6 cũng vừa luôn. Ê, đây bộ móng. Hoa đang mặc là hoa hướng dương nha mấy chị đẹp nhé. Vải măng vừa 120.000 120. Bên đây dùng luôn cho Nguyễn Ngọc Như, Quỳnh có đơn kìa.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đây chi con béo con bé gì nhỏ con béo quá béo nữa béo này đứa tên là con béo tên là rồi hoa em đang mặc nè là có hoa màu đỏ giùm em ha hoa đỏ hoa đỏ giùm em chị hoa đỏ đẹp quá mấy chị em đang mặc là hoa hướng dương nha mấy chị đẹp nha 120 ngàn hoa đỏ giùm em chờ cái này có màu riêu đẹp lắm năm nhiệt đưa giùm em màu riêu đi lên màu chùm đeo tay ngắn đi à chùm đeo tay ngắn hả đưa giùm em đi chùm đeo đeo 63 kg mà chị phải cao 1 mét mấy chị ơi đưa giùm em hoa màu riêu hết luôn nhưng đứa con buồn chứ vậy lấy một bộ chùm đeo đen 63 kg rồi đây hoa riêu dùng em này 120 nha mấy chị nha đeo tay loe cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có đơn rồi rồi trang đang mặc là hoa hướng dương nhé hoa hướng dương dùng em cái này còn ống rộng á chị hoa hướng dương hoa riêu hoa màu riêu hả ở sau nó có khoét lỗ như thế này mấy chị nha pe đen là gì pe đen chị là cột không không biết Trần Dương ơi, phê đen là cái gì chị ơi? Có mình rõ rõ cho em nha. Rồi hoa riêu hoa đỏ giùm em ha và hoa hướng dương. Rồi em có hoa tulip nữa này hết. Hoa tulip nữa đó mấy chị. Hoa tulip nữa rồi đưa giùm em Chanel đen em mặc cho mấy chị coi. À, ai đã có rồi. Nhưng mà em đâu xịt đâu. Đưa giùm em hoa Chanel. Ai gì giỏi đứa quá. Này hoa tulip đẹp lắm mấy chị. Chuyển nhau tay ngắn rồi đây ai hỏi chuyển nhau tay ngắn này chuyển cherry đó chuyển cherry đúng không đã coi đã lấy đủ luôn đó dạ em còn có mấy bù rồi chị Thu ơi em còn có mấy bù hoa đỏ cho Mai Xu hoa đỏ đó rồi chuyển nhau đen này chị 129 nha cho em miếng bánh đi nhỡ mình đánh đối bụng quá ủa sao mà 10:30 rồi mà chồng mình chưa về ta hả cũng về rồi hả ba ơi chở vừa đi ăn rồi chờ neo nè rồi ai lấy chốt giùm em nhé chờ neo đi ăn đẹp lắm mấy chị đẹp lắm Dương. Kim Nguyên một bộ hoa tây loe với là một bộ hoa hướng dương ok rồi, chị đưa cho em hoa là hoa 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 là một nơi phía trước đó à mấy chị ơi thích mặc mặc vest mà pyjama không vest pyjama cũng đẹp lắm cái này bộ có bộ loe chứ mẹ có bộ hoa vest tây loe với bộ hoa hướng dương đưa cho em vest hoa văn đi vest hoa văn pyjama đó cho mấy chị mặc ở nhà cho nó sang ở nhà mà cũng phải sang phải đẹp mấy chị đi dùng em dép dép pyjama đẹp pyjama đến nhé thu thủy hoa hướng dương này đâu cái bộ thu thủy nữa cũng có ở đây đây anh em dép hoa này đẹp chứ nè mấy chị đẹp không chờ neo cho Liên Phạm kèm thuốc loại nhé bùa đó bùa đó không không chờ neo đen cho Quốc Bình trai không bán nữa nha Quốc Bình hả đâu Quốc Bình đâu cái này có bùa gì đó từ từ nha từ từ nha bùa chờ neo còn màu khác em ơi còn nhiều màu lắm có Burberry nè rồi ai lấy vest hoa văn giùm em hả cái này là hàng Latin trương mình lấy cái gì đây trương mình có đã có đơn không dễ thương không mấy chị mặc ở nhà cho nó sang nha tết nhất mặc ở nhà cho đây? Nó sang cái nếu quả à này đẹp lắm à trương mình con beo hả rồi trương mình lựa thêm nha đưa giùm em cái dòng mà em mới may xong mà Nguyễn Ngọc Quỳnh là lấy một bộ malacca và một bộ con beo tinh lê Nguyễn Ngọc Quỳnh đâu đồ em đang mặc 135 ngàn chất Latin nha mấy chị nhé đây 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 đây
xanh nè. Cái bộ bông đeo hết chữ đen. Rồi hai chữ. Được chưa? Bộ Chanel đó có nhiều nhiều màu lắm. Màu BBR, cái loan xanh, với là beo, với là rằn nâu. Thích lấy cái gì chân lên cái đó nha. Khách cũ, Quốc Bình khách cũ. À đúng rồi, quên quên. Khách cũ. Chanel đen rồi. Chanel đen đi giùm em đi. Đi giùm em Chanel đen. Bộ này em mặc, bộ này đẹp mà mấy chị có lấy không? Bộ này đẹp mà mấy chị. Bán cho bộ Chanel đi. Ok. Không, Chanel tay ngắn á. Đây, em lên mẫu này cho nhé. Đến chiều đi rồi nha. Đây Chanel đen này em mặc xong rồi em đưa thương, em đưa bảng màu lên cho mình chọn nha. Nhiều màu lắm, 6 cái màu luôn á. 129.000. Em mặc xong rồi em lên mẫu khác nha. Đưa giùm em bảng màu hàng này đi. Bộ sơ mi còn dạ không chị ơi. Bộ sơ mi. Chữ đen đi. Chữ đen là Givenchy đó. Đưa lên thấy đúng không này? Đưa mạnh nè, thấy đúng không? Đưa đây, đưa đây. Nè, Trương Mạnh thấy bộ đó không? Ai? Trương Mạnh cho con bộ beo 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 qua tay loe đi. Chị Trương Mạnh ơi, phải bộ này không chị? Givenchy này không? Quần này dài nha, em may tới 95 luôn á, to rộng rãi. Tại vì quần ống suông mà. Rồi đúng thì ok giùm em nhé. Givenchy giùm em, tay dài. Siêu đẹp luôn, siêu cao cấp. Rồi mẫu em đang mặc em đưa lại thương hiệu cho mình chọn nha. Đúng thì Trương Mạnh ơi, đúng thì ok giùm em, chốt đủ lương nha. Ủa em đang mặc là Chanel đen này. Đó. Dẹp luôn hả? Đôi sọc giùm em luôn, BBR. Sọc BBR đẹp kinh khủng luôn nha mấy chị nha. Cái sọc này nó đẹp lắm. Sau lưng là 60kg đổ lại nha. Nè, sọc đẹp lắm nè mấy chị. Sọc đẹp ha. Sọc quá đẹp. Một bộ Bidian vừa. Là như mẫu của Malacca là Bidian đúng không? Ờ. Đi lên đi. Lên Nguyễn Ngọc Quỳnh Bidian. Bây giờ mà còn nhiều màu lắm chị Ngoan ơi, còn nhiều màu lắm, để cho một chút xíu nha. Xem cái 2kg chị cao 1m6 là vừa nha. Này bi đen này, cho ai này con? Thấy hai chữ bộ trường okay. Bi đen nhường đơn. Chị Quỳnh ơi, phải bi đen này không chị? Bi đen đuôi cá đúng không? 129.000 thì đúng rồi, ok giùm em nhé. Rồi bộ trang đang mặc có rằn nâu. Cái là luôn pha này. Sọc mã nào? Sọc là sọc BBR này là BBR. BBR. Rồi rằn nâu giùm trang luôn ha. Đồng hồ con tự ra nó xíu đi. Đồng hồ con á. Mẫu mới về hôm nay nhưng mà hết rồi, còn có ít lắm. Quần ống rộng em, Trương Minh, quần ống rộng em là chị lấy cái gì vậy? Quần ống rộng đó. Cái này là quần ống nhỏ nha mấy chị đẹp nha, cái này là quần ống nhỏ giùm em. Bồ Trang đang mặc hả? 40-65, 65kg 1m6 hồi nãy mà chị em mặc nó 65kg và cao 1m6 mà mặc vừa đó mấy chị. Nhưng mà mấy chị lại cao 1m6. Dạ, quần ống rộng. Chết mẹ rớt cái nắp miệng em. Rồi giăng xíu đi, giăng mặt cho rồi giăng xíu. Con mình giăng mặt à, nó nhiều yêu cầu nhiều quá, giăng mặt không hết luôn á. Rồi loan xanh này chỗ đẹp chưa? Loan xanh giùm em, như mọi em đang mặc loan xanh, chị nào chưa có lấy bộ này nhé. Loan xanh giùm em, bộ này đẹp nè mấy chị, bộ này mặc sang lắm. Chị nào mà rửa bằng chai nhớ lên nên lấy bộ này mà mặc, đẹp rất là đẹp luôn. Loan xanh giùm em, 129.000 một bộ thôi. Bộ đang cầm chứ chị Phạm. Bộ đang cầm là bộ nào chị? Là bộ loan hay là bộ... Bộ rằn nâu. Bộ loan xanh. Với là bộ sọc, chị lấy bộ nào? Comment rõ giùm em nhé. Có bi đen vậy? Ai à, có chị. Bi đen vậy von đợi em một chút xíu. Có luôn. Đói bụng quá. Em like như ngày hai like luôn, miễn xỉu luôn mấy chị. Cho nên mấy chị đừng bom hàng, tội nghiệp em nhé mấy chị đẹp nha. Em có beo nữa nè.
Dạ hai bộ ống rộng chị ơi. Dạ ok chị hai bộ. Nguyễn Thị Tuyền xanh, loan xanh. Của ai? Nguyễn Thị Tuyền có đơn chưa? Chưa. Trời con bộ đi ra nữa hả? Rồi bộ em năm mặt có beo luôn nè mấy chị đẹp. Có beo luôn á. Rồi anh lấy beo cho chị em beo nha. Rồi chị đẹp nó lấy beo cho chị em beo ha. Rồi ai muốn lên cái gì nữa không? Em làm biến mặt lại không mấy chị? 1, 2, 3, 4, 5, 10 mấy đơn. Ờ mấy đơn mà một bộ đi ra nè. Một bộ em đâu có dao đâu. Bộ em không có dao mấy chị mua bộ đi ra. Văn thắng lên đẹp lắm. Ừ, phải đi lên rồi đồng hồ này. Cái đồng hồ này, chị nào hỏi đồng hồ đây. Coi lại màu loan xanh đi. Đi giùm em màu loan xanh đi. Loan xanh đẹp mà chị. Để mặc loan xanh luôn cho nhé. Loan xanh đẹp lắm. Để lội luôn. Mẫu này mặc rất là gọn người mấy chị, nó không có thấy bụng đâu. Tay dài à. Rồi ai lấy lon xanh cho chị em này. Cái cổ này đẹp lắm, kiểu này may đúng đẹp. Đây ai hỏi đồng hồ đuôi cá em còn vài bộ thôi nè. Ui mình cũng được ạ. Đâu quá cổ. Ai hỏi anh hỏi đồng hồ. Đồng hồ đuôi cá em còn. Hãy xếp thôi nha. Loan xanh cho Berasso. Berasi. Bella Rosa có đơn không? Em không biết đọc tiếng Anh. Loan xanh cái đồ buồn nhỉ? Khổ quá cái. Bây giờ em bán màu pyjama vest đi cho chị này chị hỏi. Đây có sọc này chị ơi. Vest pyjama. Có vest có sọc nhé. Cắm mở ra coi. Bây giờ em hoa xanh. Vest pyjama này chị. Gấm mi đen vải von đi ờ rồi 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 trang xíu. Cái này là chất Latin nhé. Cái này là chất Latin nha mấy người đẹp. Rồi ai lấy vest BBR giùm em. Bộ loan xanh cho chị Lu Huỳnh Hoa. Này đẹp lắm này mấy chị. Chất Latin đúng đẹp luôn á. Rồi sọc này, ai lấy sọc. Bây giờ em bán màu hoàng cái này đi cho chị. Cái chị này chọn trời buồn. Cái này form đẹp quá mấy chị ơi. Form đúng đẹp luôn á. Rồi em lấy này rồi. Em lấy cái này đúng không? Với là màu tím này. Loan tím. Lại với là đấy. Loan tím giùm em. Với là màu đen cái gì không? Màu đen với màu xanh đó. Đúng đen lắm. Cho em xem màu đen tay dài đi chị. Màu đen tay dài. Màu đen tay dài là gì ta? Màu chữ hả? Có màu chữ không em? Rồi, cái này rồi. Cái màu đen ở đằng trên. Rồi màu xanh đẹp. Màu xanh đẹp chưa? Vép đi nha Mai nha. Hàng Latin cực kỳ đẹp luôn á. Rồi, với là một màu đen. Rồi, chị Ngoan lấy màu nào? Em có tới 6, 5 số màu luôn á. Trời ơi, màu đen này đẹp quá nè mấy chị. Ừ, da này đẹp nè. Bồ chị mặc có loan tím không? Không, cái này bản màu không có loan tím. Bồ chị mặc không có loan tím. Tiền này vô đơn phải không? Thế lại có thể có bồ không? Bồ cũng chứ đó. Mấy chị mua một bộ loan đi lại ngắn quá em muốn. Loan đỏ, loan loan đi này. Tiêu gì hết. Đây nè, tiêu mỗi này nữa. Bồ loan này.
Rồi má nào hỏi nào? Mấy này hồi trưa lên cánh dơ luôn. Lên giùm em cánh dơ đi rồi. Lên cánh dơ nha. Trời ơi, mây lô cánh dơ về mà chưa có ai luôn. Sớm nhà chưa lên cánh dơ. Bây giờ em cánh dơ luôn xì sọc. Ờ, cánh dơ này là em có may ống cho mấy chị luôn. Nấu từng thừa hái em đâu cũng này là em có may ống cho mấy chị luôn nhé. Bích lửa mình mấy bộ rồi. Mai điện đâu mày biết nha chị nha. Khoan chưa hút sao có lâm ghế chị. Đẹp chưa này mấy chị? Đẹp không? Rồi đưa giùm em cánh dơi này có hai màu. Rồi chốt giùm em mã cánh dơi. Cái áo á, chị có thể với phối với là họa tiết khác cũng được nha. Phối với họa tiết khác cũng được. À, phối với chân váy hay là quần tây gì cũng được nha mấy chị. Rồi ai lấy chốt giùm em. Cánh dơi giùm em 135 ngàn. Cái này là em có may áo ống cho mấy chị rồi nha. Em là em thích mặc như thế này nè mấy chị. Còn mấy chị không thích trễ vai cũng được ha. Em đang may là dơi Gucci. Em giùm em đi. Rồi cái này em có... cái này là em có Gucci với lại LV giùm em ha, 135 ngàn. Cái này có ống luôn, cái gì đẹp nha. Rồi ai lấy chốt giùm cho em bộ dơi Gucci sọc đẹp quá. Dơi Gucci sọc với lại LV, LV đen tay dài 135 ngàn, có kèm áo ống nha mấy chị đẹp nhé. Áo ống là cho mấy rồi 135 ngàn cho em một bộ. Đẹp quá, bộ này mấy chị có thể phối với là 65 kg nha chị biết. Không có sai 65 kg chị. Khoan dơ nó tầm 62 kg đổ lại thôi à. Rồi, 135 giùm em dơi. Dơi LV này, chị dơi đen này đẹp lắm nha mấy chị. Bộ dơi đen này rất là đẹp. Rồi ai lấy nữa không? Để em tốt em tắt like nha, bây giờ còn đông mấy chị qua em không like nổi. Bây giờ mà còn ba mấy mà còn những cái trăm người xem em không like nổi luôn á. Vừa. Rồi anh lấy cho giùm em thôi. Thôi em tắt like những gì đẹp. Có hết nổi không chị? Chị nào mà chưa có đơn á, à chưa có đơn thì mình quay lại, mình quay like lại. Mình quay like Rose Bella ơi, vô inbox đi em, chị có đăng hình lên hết á. Vô đó hoài nhá. Vô đó hoài xong rồi gửi hình qua cho chị. Chứ bây giờ like hết nổ rồi. Cho em xem bộ đuôi cá màu rêu sâu lưng. À đây. Chốt những người có đơn thôi nhá. Mọi người chưa có đơn vô inbox thôi. Bộ này đẹp lắm gái ơi. Màu rêu này đẹp lắm. Màu rêu này siêu đỉnh luôn á. Cánh rơi sọc nhé cho Nguyễn Thị Ngọc Hoàng này. Nè. Nguyễn Thị Ngọc Hoàng. Chưa có đơn. Loan xanh vỏ Xuân Thảo. Còn Xuân Thảo có đơn rồi. Lấy loan xanh đi. Rồi anh lấy view giùm em. Vậy lấy hoa như một bộ Trần Trần Văn Hiệp này lấy hoa như kìa. Tối nay like mà đơn hơn hồi trưa nữa. Lấy em bộ riêu luôn đi chị. Ok dung cao. Chờ bộ riêu đẹp mà em. Nghĩ sao vậy bộ riêu hơn dung cao hả? Ủa khoan khoan. Thế là bộ riêu. Ủa dung cao ơi. Hồi nãy có bộ gì nữa chị? Ai một bộ là chẳng xả like nhé. Chẳng bán một bộ đâu. Dung cao ơi. Hồi nãy có bộ gì nữa em ơi?
đẹp mà, view đẹp. Bỏ Xuân Thảo. Lấy mẫu. Đẹp có gì? Đẹp. Dung ca ơi, hồi nãy có vụ nào nữa? Cho em xem mã lon tay ngắn là thì mã lon tay ngắn cho mặc hai lần luôn á. Xong rồi, còn đông mấy chị chưa có đủ đơn, còn đông thì xem lắm. Em lên một mẫu em hết, em nghĩ rồi, em không có đoán nổi nữa. Bây giờ em mã lon xanh tay ngắn đây chị ạ. Đây vậy? Nhọc đây con dai. Này bị khó này. Đưa đây 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 nha em, một lon tay ngắn đi. Đưa nó xanh tay ngắn kìa. Vết hoa đâu đâu, đưa đây em bán cho. Thế mấy chỗ cái á. Trời, như chết rồi. Đẹp quá, chỗ cái nữa. À, ống đen chấm 2 hả? Thiếm thấy con, mấy con bỏ ống đen chấm 2 thiếm. Lucy á, Lucy ống đen á. Chúng ta ơi, cho lại số điện thoại chúng ta nha. Chúng ta cho lại số điện thoại. Lon xanh này chị, lon xanh này đẹp lắm. Thề luôn á. Bộ này rất là đẹp. Các chị ơi, chị nào chị có đơn mà muốn mua hàng nhà Trang thì vô qua bài nhé. Trang, em số Trang có đăng hình lên hết. Trang có đăng hình lên hết á, vô qua mình lựa trên. Em ơi, lấy cho chị màu cam đất phía sau luôn cho chị với. À, đồng hồ. Đồng hồ gì quýt quốc quốc bình, đồng hồ đẹp lắm chị, để em mặc cho. Em mặc một bộ đó nữa thôi nha, nghỉ nha. Chúng ta có lại số điện thoại nha. Có bộ mặt sáng này. Vậy chứ được, bye bye. Biết là một con bộ mặt sáng. Chúng ta mặc mở. Lấy cái phần đi, đi luôn hả sao đấy chứ? Chưa đâu, đi đâu. Có ai chưa đi đến chỗ này? Đi đến chỗ thôi à. Chị Cúc Bình này, đồng hồ á chị đẹp lắm. Mã này mã đuôi cá nha. Chị thấy thì ok dùm cho em. Không, cái màu đó không có màu tím đâu. Chị Quốc Bình lấy bộ này luôn, ok dùm em đi chị. Đi dùm em đồng hồ gì hả? Bộ này 129 nha, xin chị. Vải đẹp lắm, vải măng hồ nha, vải măng hồ. 129 thôi, để em quay còn không nhé. Mới về cái là em lấy liền mặc thôi. Lấy luôn luôn, lấy cho chị. Hết rồi. Nước nha là bộ này mặc lạ lắm nhưng mà chị đẹp nhé, bộ này mặc lạ lắm. Phúc Bình đâu rồi, lấy không? Lấy để em tắt like này chị đẹp. Ai? Ok. Đẹp mà, bộ này không lấy hơi phí. Kéo đi, Phúc Bình hồi nãy có bộ nào không chị? Chị Phúc Bình nãy có bộ gì ta? Chị Quốc Bình ơi, nãy chị có bộ gì vậy? Tuyền Nguyễn chút lo xanh thêm một bộ nữa này thím. Này lo xanh thêm nhắn cho Tuyền Nguyễn nữa này. Tuyền Nguyễn này thím ơi. Đây này. Chị Quốc Bình ơi, nãy chị lấy bộ nào nữa vậy? Đây, lấy cho chị nè. Anh nhớ chị lấy bộ nào em quên này, em chưa chốt được. Thì Phúc Bình lấy bộ nào nó chốt hay vậy nhỉ? Mấy 50 mặt hơi dài ấy. Cắt đi. Nếu mà đít bự thì không có dài mấy đâu. Bộ dưới sập lại dùm cho riêng những có đơn rồi nè. Chị Nguyễn Lucy á. Chị Nguyễn rất. Thì Phúc Bình nãy chị có bộ nào vậy? Phúc Bình ơi, nãy chị có thêm bộ nào nữa? Tại vì em mới chốt bộ này cho chị thôi mà chị kêu dồn đơn nãy giờ có bộ nào nữa mà em quên mất tiêu rồi. Sọc đỏ dồn đơn cho riêng Nguyễn thôi. Là sọc đỏ là này nè. Này riêng Nguyễn này chứ. Lại trả lời lại em nha. Đói bụng quá mấy chị. Chị nêu đen hả? Rồi chị nêu đeo cái này. Chị nêu đeo lên ngắn á. Chị nêu đeo đây. Đây chị nêu con kia. Đây đây đây.
Cô Bình cho lại số điện thoại nha. Khách cũ cho lại số điện thoại. Bùi anh đang mạnh nữa. Riêng đi. Hay là trên đây đang nhắn. Rồi hai bộ đi chị nha. 129.000 cả hai bộ đồng giá rồi, thôi em bye bye mấy chị nha. Chị nào muốn mua thì mình vô quay hình đi, em có đăng hình lên hết á. Mà không được quay mặt thôi. Bộ vàng trên sào đi chị, bộ vàng trên sào. Quay hình đi, có đăng hình hết nhá.